Em Nguyễn ơi, xin chào anh chị em khách hàng. Hôm nay em có về rất là nhiều đồ mấy anh chị. Có ắc quy, có những cái bộ bánh xe làm xe đẩy hàng bãi mấy anh chị. Tất cả đều hàng rất là mới ha. Ắc quy này là 12V 7A mới tinh luôn. Được sản xuất tại Nhật. Chờ mấy anh chị vào đông xíu cái em giới thiệu từng món ha, cho mấy anh chị ha. Ok. Chị vào đông xíu cái em em xin chào tất cả anh chị em khách hàng nha. Thì mấy cái bình ắc quy của Nhật mấy anh chị, 12V 7A, cái này mình dùng để xài cho mấy cái bộ UPS lưu điện hoặc là thay lo kẹo kéo mấy anh chị, lo kẹo kéo mà lâu ngày nó bị hư á, mình thay cái này là xài rất là ok nè. Tất cả đều sản xuất tại Nhật hết. Thì em đang bán là chỉ có 270.000 một cái mấy anh chị ha. Cái này dung lượng còn rất là tốt mà ha, mới tinh luôn ha. Đây cho nó như thế này đó, hàng rất là mới ha. Đắt thì nó không có ghi nhưng mà mới tinh nè ha. Về là nó còn đầy đủ hết, không có tuột một cái vôn nào cả. Em cũng không có sạc luôn ha, để nguyên zin như thế này và bán cho mấy anh chị ha. Đấy. 270.000 cái nha mấy anh chị ha. Nó có hai dòng, một cái dòng là của Hitachi ha, Hitachi. Một cái này nó rất là ngộ một điều là mấy anh chị ha, cái này là hàng xuất đi Nhật mấy anh chị, Hitachi nhưng mà được sản xuất tại Việt Nam mấy anh chị ha, made in Việt Nam nè. Thì dòng này là cái bình ắc quy này là của Hitachi, của hãng Hitachi ha, và xuất qua bên thị trường Nhật mấy anh chị ha. Và bây giờ nó quay về Việt Nam, đây Hitachi nè ha, made in Việt Nam. Còn một cái dòng nữa là made in Japan ha. Thì hai cái thì em bán đều đồng giá hết anh chị. Hitachi cũng là một cái hãng lớn ha. Còn cái này là của cái hãng VFH gì đó ha. Nên cái tên thì nghe lạ quá. Em cũng chưa rành về cái thương hiệu này. Nhưng mà hàng thì hàng bãi về thì nó là made in Japan hết, nên là xài thì em nghĩ là chắc cũng yên tâm mà ngon lành thôi. Ok. Rồi để em đo lấy cái đồng hồ ha. Em đo cho mấy anh chị xem. Là coi dòng đồ các thứ luôn ha, cho mấy anh chị xem. Cái này nếu mà lấy điện cực mình quẹt là nó nổ tạch luôn á ha. Nhưng mà thôi chắc làm đó thì không cần thiết đâu. Đây em đo ha, nó là 12.49 và 12V 5 á, 12.5V á ha, 12.5V. Đó, hàng mới luôn. Chỉ có 270.000 mấy anh chị ha. 12.5 ha. Đó, đây 12.5 nè mấy anh chị thấy không? Đó 12.5V. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái bình ắc quy ha, 270.000. Cái này mà cái loại màu xám này mình bán lệch ra xíu đi ha, cái này 270, còn cái này bán 265 đi ha. 265 đi, cái này 265, còn cái này là 270 đi ha. Thôi 260 270 đi, cái này 270 nè mấy anh chị, còn cái này là 260 ha. Rồi em bán lệch ra xíu vậy đi cho mấy anh chị cho nó dễ ha, anh muốn lựa nào lấy cái loại nào cũng vậy hết ha. Thì mình cái bình ắc quy trên thị trường bây giờ hàng giả nó nhiều lắm, bữa ngay cả bản thân em cái này ha, cái này thường thường bình của xe máy á, thì anh em phải có một cái điện cực ha để bắt vô, còn cái loại này nó không có điện cực anh, cái này loại là cái chốt gài nó hình như có cho theo ha, lấy cho mà hảo đâu đủ đâu ha, không có đâu đủ không. Nó cái loại này là mình nó có một cái đồ kẹp anh, một sợi cắt làm hai thì được đúng không, một lấy chanh sợi đi cắt làm hai về anh em có để đấu gì đấu ha, nhiều khi xài đèn cho ghe tàu cái gì cũng được. Cái này thì nói chung là khi mà mấy anh em mình xe máy mà bị hết bình á, lâu lâu mình quên tắt cái công tắc á, nó bị hết bình á, mình lấy cái này mình đề dư sức nhanh ha, đề lại được luôn, đề và sau đó thì xe máy nó tự động nó sạc lại cho cái bình zin trên xe. Nhiều lúc á mấy anh chị, em tặng một cái cọng này nha, cái cọng này nó hai đầu cáp ha, về mấy anh em mình cắt ra làm đôi ha, rồi có hàng nấu hay gì đó ha, em tặng thêm một cái sợi như cái này đi để anh em mình về tọt vô cái này cho nó dễ nè ha, khỏi phải đi mua cái đầu cáp như thế này ha. Cái đầu cáp này dây nó cũng to nè đó, thì về mình cắt ra làm đôi, nhớ là cắt ra làm đôi nha, đừng có quẹt vô cái là nó nổ chạch ghê lắm ha. Lấy cọng dây điện nào nó quẹt luôn cho anh em xem, về tải nó còn rất là tốt anh chị. Cái này thì nếu mà bắt vô xe máy á, thì phải làm cái lỗ này ha, hoặc là mình bấm đầu cốt như thế nào cho nó an toàn
chứ cái loại này thì nó khác với cái loại của xe máy ha. Loại xe máy là anh em mình phải bắt ốc chết luôn ha, dặn siết cứng lại cho nó an toàn, chứ không là lửa nó đánh nó lẹt chạch á, nó nguy hiểm anh ha. Thì về không thì anh bắt ốc lại đó. Rồi ok, thì em test thử cái bình đây cho mấy anh xem nè ha. Đó còn nẹt lửa còn dữ dội lắm ha. Ủa con đó đấy, thấy ghê chưa? Rồi nó tà đầu luôn rồi ha, cháy luôn rồi đó. Thì nói chung là lửa củi rồi còn ngon lành lắm anh ha, còn áp còn dòng rất là tốt nha. Đó thì em test sơ đó, thì anh chị em nào lấy loại nào thì cứ nhắn tin cho em loại đó ha. Đấy. Rồi tiếp theo em giới thiệu tiếp ha, là cái em mới về cái lô bánh xe anh chị ha. Cái lô bánh xe này khá là ngon nè ha. Trước giờ là ít có về cái loại này mà cái kiểu giống như thế này luôn. Thì cái loại này mấy anh chị là nó có trời mưa hết đó ơi. Coi trời mưa kìa. Trời coi lấy đồ đẩy bánh xe lại chứ để nó xét. Đó thì của em về là cái bánh xe này là mấy anh chị mình có thể làm xe đẩy được nè ha, xe đẩy được tại vì nó có hai bánh chết mấy anh chị ha, hai bánh chết như thế này. Tức là hai bánh này là cố định ha, thường thường hai bánh cố định này sẽ được gắn ở phía trước và hai cái bánh mà bánh xoay là sẽ gắn phía sau. Mà đặc điều một cái đặc biệt hơn nữa là hai cái bánh xoay này là nó có khóa luôn nha. Có khóa luôn, tức là mấy anh chị mình có thể khóa cái xe lại ha, cho không cho nó chạy đó. Và cái bộ bánh xe này nãy mới tra lại về thông số là nó tải là 1,5 tấn mấy anh chị ha, tải 1,5 tấn nha, cho nguyên bộ toàn bộ như thế này tải 1,5 tấn. Và đây là bánh BU ha, bánh BU rất là dày ha, rất là dày và cứng cáp lắm. Đường kính của nó là 150 nè, bảng của nó là 38 mm mấy anh chị ha, 38 đó. Rồi lỗ cốt này thì em nghĩ chắc nó là 12 mấy anh chị ha, lỗ cốt là 12 đó. Chiều cao này tổng cộng là 200 ha, 200 đó. Thì một bộ như thế này thì em đang bán là chỉ có 950.000 mấy anh chị ha, 950.000 ha. Cái lô này đợt này là nó em mua là tại vì em phải lấy nguyên một bao á, nó rẻ hơn được xíu. Hồi lúc trước cái bộ kia là đường kính cũng là 150 thì phải ha, là 125 ha, chứ không phải 150 đâu. Mà giá em bán cái lô đó tính ra em lấy nó hơi cao, bán tới tận 1 triệu một bộ. Còn cái loại này tải nó tốt hơn, lớn hơn đường kính luôn. Mà em bán chỉ có 950.000 mấy anh chị ha. Đó thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó. Cái bình ắc quy đó là 7A ha, bình ắc quy đó là 7A nha. Sạc chậm Ryobi. Sạc Ryobi giờ cứ cục 350 anh, 350 400 tùy theo loại anh. Sạc chập thì chập chắc là 350 á, điện 220 luôn á. Đó, còn cục mà sạc mà Ryobi 3A thì giá của nó là 400.000. Đó, Ryobi sạc Ryobi giờ em cũng hết lắm, không có về. Đó, có còn nào bán đó. Bình này 7A nha anh ha, bình này 7A ha. Xài là ok luôn á. Đây, bình này 7A. 7A. Rồi ok, em đi tiếp đây. Em còn vài bộ xích đu với anh chị ha, hàng xuất khẩu đây. Này cũng chuẩn bị hàng để ship cho mấy anh em nè. Ha, thì hôm nay em khuyến mãi luôn, chuyển khoản bao vừa giảm giá mà vừa khuyến mãi chuyển khoản bao ship luôn cho mấy anh chị nha. Thì cái bộ xích đu này giá nó hơi mềm mới anh, chứ không có cao đâu. Tại vì hàng này là hàng xuất khẩu đi Mỹ mà. Mà có một cái là tại do là cái phí vận chuyển nó nặng quá. Thì hôm nay em cân đối lại xíu luôn. Thì anh chị em nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship luôn cho mấy anh chị đây. Đó thì đây là cái bộ xích đu ha, hàng xuất khẩu đi Mỹ ha, chịu khó lật lên cái giùm anh cái đức. Thì nó có một tay ha, có một cái tay vịn ra như thế này. Còn cái phần khung của nó là bằng sắt sơn tĩnh điện và có quấn giả may, nhìn nó rất là đẹp ha. Đó. Thì một cái thùng như thế này ha, nếu mà ship tiền ship đi gần 300.000 mà ha, gần 300.000. Thì bữa giờ em bán cái bộ xích đu này với giá là 2,4 triệu ha. Ngày hôm nay ha thì em bớt cho mấy anh em còn 2,3 triệu và đồng thời là chuyển khoản là bao ship luôn ha, bao ship luôn. Đó. Thì anh em nào có muốn lấy thì mà hoặc là muốn xem cái xích đu này thì em sẽ cắt ra em cho mấy anh em xem luôn ha. Thì cái xích đu này em quay cũng khá nhiều rồi, này hàng xuất khẩu ha, của công ty Rim
Furniture rồi đó ha, cũng là xuất khẩu đi Mỹ đấy. Ok, anh em nào lấy cái bộ xích đu ha, về cho mấy mấy bạn nhỏ ở nhà có thể ngồi hoặc là để trong phòng, nó cũng tiện lợi lắm ha, mấy đứa nó ngồi nó chơi rồi thư giãn xíu, đọc sách hay gì đó, hoặc mấy anh chị em mình cũng có thể ngồi ở nhà lắc lư ngồi đọc sách đó. Thì tính ra là nếu mà cái bộ xích đu này bây giờ mà phí vận chuyển không là hết 300.000 rồi, đi mấy anh chị ha, đi toàn quốc á đó, cho nên là tính ra nếu mà chuyển khoản luôn thì coi như là mấy anh chị mình mua cái xích đu này với giá là chỉ có 2 triệu đồng thôi ha, 2 triệu đồng. Rồi anh chị em nào lấy thì nhắn tin giúp em tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái bộ xích đu 2 triệu 2 triệu 3 là em biết ha, và chuyển đồng thời chuyển khoản bao ship luôn. Rồi tiếp theo là em về tiếp cái bộ bánh xe này mấy anh chị ha, cái bộ bánh xe này hồi nãy em có quay clip cho mấy anh rồi ha, thì sẵn đây giới thiệu thêm đây. Cái bộ bánh xe này á, là nhỏ gọn nè ha, và dành cho mấy anh chị mình thay cho mấy cái lo di động rồi đó ha, lo karaoke rồi đó, cũng rất là tiện lợi. Mà điều đặc biệt hơn là ở đây nó có thêm một cái chân trống luôn ha, mấy anh chị mình có thể tăng đưa xuống như thế này và chống cái lo lên ha, hát tha hồ mà la hét luôn, khỏi có lo mà cái lo nó bị chạy tới chạy lui. Nhiều khi cái bánh xe đó nó chạy tới chạy lui, chứ còn cái này là khỏi chạy luôn nè, mình chống chân lên cái là xong luôn ha. Thì cái bát này của nó là khoảng vuông 90 cm anh chị ha, hồi nãy em có giới thiệu rồi, tất cả đều bánh xe của Nhật hết. Và giá em đang bán cái bộ bánh xe này là chỉ có 280.000 một bộ thôi mấy anh, 280.000 ha. Cái máy phun sơn bị rỉ bét phun sơn, phun sơn Kyocera hay gì anh Trường Sơn. Nếu mà phun sơn của Kyocera mà nó bị lỗi hay gì đó thì em cho anh cái địa chỉ bên hãng đó, anh liên hệ anh đặt cái ấy luôn ha, được hết anh. Đặt cái bét hay gì đó, anh muốn mua bét. Rồi em còn vài chục móc nè mấy anh chị ha, móc hàng nội địa Nhật luôn ha, vài còn vài chục nữa là em hết rồi. Thì cái này em đang bán chỉ có 120.000 10 cái mà anh, hàng của Nhật về inox 201 ha, nhưng mà rất là tiện lợi ha. Thì em về nguyên thùng, cứ thùng như nè, đó nguyên thùng như thế này và soạn ra và ấy cho mấy anh chị đây. Đấy, thì cái móc này nó là hàng của Nhật luôn, xài rất là ngon lành cành đào nha mấy anh. Thì giá 120.000 ha, 120.000 cho 10 cái. Xài tiện lắm và ok lắm anh, đặc biệt là cái này nó có cái silicone ở trên cái dàn móc này ha, quần áo mấy anh chị nó không có rớt, nó không có tuột ha. Chứ còn nếu mà mấy anh chị mình xài cái loại mà nó bị không có silicone á, giống như móc nhựa hay là móc bằng nhôm á, nó tuột gió thổi lắc cái là rớt ha. Còn trong khi đó cái loại móc này là nó không có bị rớt đó. Rồi tiếp theo là em còn một cái, em có về mấy cái đèn mấy anh chị ha, mấy cái đèn này để, nói chung là để trang trí chơi ha, nhưng mà vẫn xài được bình thường nha ha, đèn này vẫn xài được nha. Đó, tức là cái đèn này là của Iwasaki luôn ha, và cũng sản xuất tại Nhật luôn ấy anh chị, nhưng mà cái bóng này nó là 100V 300W nha, bóng còn cháy luôn á ha. Thì cái bóng cái đèn này nói chung là để mình trang trí chơi thôi ha, trang trí chơi. Và cái loại mà dây ngắn á, cái loại dây ngắn này á, thì em bán là 350, còn cái loại mà có sợi dây dài như thế này á, là bán 400. Cái này là đi co là chính nha, tại vì nó xài bóng dây tóc nó sẽ bị tốn điện lắm nha mấy anh chị nha, sáng thì sáng chứ thực ra là tốn điện. Đèn này là nó Iwasaki nè, tất cả này là của Iwasaki hết đó, sáng lắm ha, tại vì nó bóng bự nha, 300W bóng bự lắm. Chủ yếu là trang trí đi co quán cà phê hay là cái góc làm việc, góc DIY của mình á, thì trang trí vô cho nó đẹp ha. Thì một loại nãy em có nói ha, dây loại dây ngắn nè, dây ngắn này 350, còn cái loại này là 400 ha. Rồi anh em muốn lấy nào lấy, tại vì cái loại ngắn thì nhìn nó hơi đẹp đẹp hơn, còn cái loại dài nó thực ra nó có dây điện sẵn nhưng mà nó lại hơi xấu hơn xíu ha. Rồi cái cuộn rulo ha, em còn một cuộn cuối cùng ha, cuộn rulo để quấn ống nè, quấn dây điện chứ lộn, không phải quấn nước mà quấn dây điện. Nó có CB rồi chống giật rồi đầy đủ hết nè, có CB chống giật rồi có ổ cắm luôn ha, chỉ có cái là không có dây điện thôi. 550.000 cuộn ha, em còn cuộn cuối cùng nè, bữa em có em lấy cho mấy anh em mà tới 10 cuộn lận, bây giờ còn có một cuộn ha, lâu lâu nó có mà, lâu mới có. Rồi tiếp theo là em mới mới về được một cái lô hàng của anh chị ha, hôm nay sale giá sập sàn cho mấy anh chị luôn
giá 10 em về là em sale mạnh luôn cho mấy anh chị nè, tại vì cái này em muốn hỗ trợ cho mấy anh chị về vấn đề tiền ship, tại vì ship nó cũng hơi mắc tiền ha, hơi mắc tiền. Mình có thang mẫu không? Bán luôn ha, bán rồi, khui cái thang này ra cho anh ha, thì em khui ra luôn cho anh cái thang này đó. Thì em mới vừa về ha, thì cái này hôm bữa em khuyến mãi cho mấy anh chị mình còn 890 ngàn, phải không? Bữa nay bán cho mấy anh chị mình 850 ngàn một cây, 850 ngàn một cái thang 6 bậc nha. Thang 6 bậc luôn đấy. Rồi cái chân của nó là chân inox ha, chân inox mặt bằng nhôm ha, phía sau phía xung quanh có niền, có kẹp đồ đầy đủ luôn ha, rất là tiện lợi đây đó. Thì mấy anh chị mình có đốt nhang hay là lấy đồ ở trên gác ha, làm này làm kia, mình cần trèo lên đó mà cần một cái thang cứng chắc, những người bác lớn tuổi hay gì đó là xài cái thang này, em đảm bảo là mấy bác ổng khoái liền, an toàn ha. Rồi trèo lên thử lắc lư luôn cho mấy anh chị xem, thang này nó cứng mấy anh chị ha, cứng lắm đó, thang này rất là cứng nha, đó thang rất là cứng đó. Thì Đức trèo lên thoải mái luôn mà lắc cũng thoải mái luôn mấy anh chị. Nó đặc biệt ở chỗ là nó có mấy cái gọng này nè ha, nó kiềng là rất là hay ha, chằng gọi là chằng, giống như chằng chéo chằng dây á, cho nên là nó làm cho cái thang này nó cứng ha, cứng cáp đó. Thì cái thang này là 6 bậc ha, bữa này bán 850 ngàn một cây ha, 850 ngàn một cây, tiền coi như là bớt thêm tiền để anh em mua rồi bớt coi như là hỗ trợ cho anh em thêm phí ship ha. Còn tiền ship thì tùy theo anh em ở đâu thì mình mua, mình nhận hàng rồi mình kiểm tra rồi tiền ship bao nhiêu mấy bạn nhân viên báo cho ha. Đó thì tiền ship của thang này nó tại nó dài mà, nó có cái chiều dài. Rồi nó có chiều dài mà ha, nó có chiều dài thôi chứ cứng cáp lắm ha. Rồi để em đo cái bậc mà cao nhất ha, để em đo cái bậc cao nhất ở trên cùng này cho mấy anh chị xem. Đó là coi như là kích thước là bao nhiêu ha, tại cái bậc mà bậc thứ 6 nè. Rồi đo giùm anh cái bậc thứ 6 trên cùng này là nó là bao nhiêu cái Đức à. Đó. Hôm bữa em bán là lớn nổi mà cái cây thang mà trưng bày ông anh kia anh cần gấp quá anh lại anh lấy luôn ha. Đó. Rồi từ dưới đất lên rồi bao nhiêu? Mét mấy? Mét rưỡi mà ha. Từ dưới đất lên tới bậc cao nhất là 1,5 mét nha anh ha, bậc thứ 6 nè. Đó, thang mới 100% luôn, hàng tiêu chuẩn châu Âu EN131 luôn anh. À, cho nên là rất là cứng cáp, không có lo lắng là cái thang này nó bị yếu đâu. 850 ngàn ha, sale rất là mạnh á, chứ em coi như giờ giảm giá dữ lắm rồi. Đó, em lấy nguyên lô luôn, mà phải lấy là số lượng phải gần 20 cây nó mới có giá tốt vậy mà, chứ mà lấy ít giá nó cũng không tốt ha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó. Còn anh em nào lấy móc thì cứ đó 120 ngàn 10 cái, 120 ngàn 10 cái nha anh. Đấy. Rồi tiếp theo em còn cái tời ha, mấy cái tời đó, thì đây là cái tời em có trong cái lô tời, nó có vài con 2 tấn mà ha, vài con 2 tấn đây, màu dây xích nó một đống nè, dây xích nó một đống. Cái con 2 tấn này bữa nhiêu tiền, cân ký lên quy ra nhiêu tiền không biết, hỏi lượng coi. Thì cái tời này là hàng nội địa Nhật mà anh, nhưng mà sản xuất thì vẫn là của Korea nha, Hàn Quốc nha. Đó, sản xuất của Hàn Quốc. Và tời này là tời kéo tay, gọi là ba lăng xích xích á, ba lăng xích kéo tay á. Đó, thì cái dây xích của nó rất là mới nha anh ha, mới tinh nè. Rất là đẹp ha. Hàng bãi Nhật nó còn xấu hơn vậy rất là nhiều mấy anh. Và trong khi đó cái tời này coi như ốc ác này, coi như đẹp ớn luôn anh. Đây, còn rất là đẹp nha. Đây ốc ác như còn 7 màu luôn nè, nó chỉ bị chạy thôi, đồ bãi mà, đồ bãi Nhật nó về nó hơi chạy mà, đó nó hơi bị chạy ha. Rồi cái tời này thì kéo tay đó, hoạt động hoàn hảo luôn ha, đó, kéo tay hoạt động hoàn hảo hết đó. Giá thì để em hỏi Đức lại coi đó, con này chưa cân ha, con này dây xích nó bự quá mà nó dài nữa. Rồi chịu khó cân lên coi có nhiêu tiền báo giá cho mấy anh em luôn đó. Quá trời quá đó, cái tời này nó hơi nặng mà nó cần ký luôn nha. Đó, tại lúc sau này em về một số đồ em hay mua ký á, đánh giá ký luôn vậy. Ba 34,7 ký ha. Rồi nhân ra nhiêu tiền? 3,4 triệu anh ha, cái bộ này là 3,4 triệu nha. Đó, 3,4 triệu nha. Đấy, 3,4 triệu cho cái con tời mà 2 tấn này ha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Nó nặng tổng cộng là 34,8, là gần coi như là gần 35 kg rồi mà ha, gần 35 kg rồi nha. Rồi anh em nào lấy cái tời, cái dây thì để em coi cái thông số cái dây này nó dài khoảng nhiêu ha. À, là cái bên kia nó có hai câu ghi đúng không? Đấy, là cái bên kia rồi nó ghi là bao nhiêu đây.
Đấy, rồi cho mình xuống đất luôn. À, dây của nó dài là 20 mét. Ủa cái này không phải MC, thì thường thường cái này là xuống mét luôn á. 7.9 là đường kính. Đường kính, đường kính của cộng này là 7.9 nè. À, dây này thì không lẽ là dài 20 mét hả ta? Không biết luôn, này chắc phải đo rồi. Thì đó thì có gì nếu mà anh nào cần thông tin đó, thì em sẽ đo thêm cho mấy anh ha. Đó, đo thêm cho mấy anh. Xài hoàn hảo, thật tời rất là mới nha. Cái gì? À, rồi bình ắc quy ha. Rồi ok, em xem lại cho anh coi cái bình ắc quy lại ha. Đây anh. Đây, đó 12V 7A nè anh. Đây, 12V 7A ha. Đó, 12V 7A. Mới tin anh, cái lô này mới lắm ha, mới tin luôn. Sản xuất tại Nhật, máy in da bằng. Đó, máy in da bằng 270.000 nha mấy anh, 270.000 cái à. Còn anh em nào lấy cái loại này thì là 260.000 ha. Em bán rẻ hơn xíu. Cái này nó vẫn là hàng từ Nhật về mấy anh. Ha, nhưng mà thì hàng sản xuất Việt Nam mình thì người ta ghi Việt Nam thôi, tự hào thôi, càng tốt nữa đâu gì đâu. À, nhưng mà tiêu chuẩn là cũng là của Hitachi chứ đâu phải là của Việt Nam mình đâu. Dạ. Anh Trường Sơn ha. Thang. Em mua hết lô thang ghế. Rồi chơi luôn, báo cho inbox vô Zalo đi. À, em cho anh giá tốt luôn tại vì ok, báo Zalo đi anh. Báo cho luận đi. Ừ. Lấy hết lô là 15 cây về báo kinh doanh được luôn á. Anh Trường Sơn lấy hết lô tan nhắn tin cho em đi, chơi luôn, bán danh nguyên lô luôn. Ừ. 15 cây nha luôn. 15 cây tất cả. Nhắn tin Zalo mấy bạn báo giá. Thôi cho đo kích thước giùm anh luôn Đức ơi. Em nhớ cái kích thước của nó đó anh, là cái chiều dài này là 150 nè ha, chiều dài 150 nè. Rồi đo luôn cái chiều khác coi. Chiều dài 150, rồi chiều ngang, đo chiều ngang coi. Rồi chiều ngang nó 60. Rồi chiều cao. Chiều cao 95 á man. À, chiều cao này 95 nè ha, chiều cao 95. Chiều cao này 95 nè. Đó, chiều dài này là 150 và chiều ngang của nó là 60. À, 60 anh. À, 60. Cái này thay lo kẹo kéo là ngon tuyệt vời, đảm bảo luôn. Hát là vivo luôn, không lo hết điện. Nó còn một cái loại này nữa nè. Cái loại này là nó dạng như hình vuông, nó giống như cái này giống bình xe rim của mày. Hình như xe rim nó. Xe rim lớn hơn xíu hả? Loại này loại này nó cái kích thước nó nhỏ hơn ha. Rồi đo thử kích thước của loại này coi. Nó có một cái loại này nữa man ha, cái kích thước này nó nhỏ hơn. Cái chiều dài nó là 90 man ha. Giờ chiều cao nó là 95 ha, và chiều ngang của nó là 65. Đó, nó có một cái loại này nhỏ hơn nữa nè ha, cũng là 12V. Để em coi nó bao nhiêu ampe này. Ủa này nó ghi watt là bao nhiêu ampe mày? À, 12V. 2 ampe. Mấy ampe? 2 ampe. Chà coi mày. Cái gì mà lớn vậy mà 2 ampe mày? Ồ, coi hai nó ghi 23W. Mấy ông Nhật này cũng tào lao. Bình thì cứ ghi ampe đi. 23W là 2 ampe hả? Cái gì 2 ampe nhỏ thế? Gì cái bình này là 7 ampe, bình này sao 2 ampe được? Quái là. Rồi để lát nữa tra lại đi, rồi em báo giá bình này sao đi. À, chứ còn bình kia thì biết nó ghi hẳn luôn là 77 ampe. Ồ. Đó thì kích thước của bình ắc quy là nó như thế đó anh ơi. Ha, anh coi anh em nào coi thì nó phù hợp cho cái gì mà mình cần thay thế ha. Ví dụ như bộ lưu điện UPS nè, hoặc là lo kẹo kéo nè, hoặc là mình làm dùng để sơ cua, nhiều khi là quên tắt công tắc xe máy ở nhà, mình có thể đề được nè. À, cúp điện thì lấy cái bóng đèn 12V kẹp vô chạy được luôn nè. Nói chung là bình ắc quy thì nó rất là đa năng quá ha, và mình xài được cho rất là nhiều công năng. Đó, nhiều công năng. Ok.
Rồi tiếp theo là em còn vài cái con máy hút bụi Stanley ha, hút bụi Stanley. Thì cái con hút bụi Stanley này là nó xài cho cổng tẩu xe hơi mấy anh chị ha, xài cổng tẩu xe hơi. Mà con này nó là 12V, vừa hút khô vừa hút nước luôn, bảo hành 1 năm cho mấy anh chị nè. Hút khô hút nước bảo hành 1 năm. Và nó xài cho cổng tẩu xe hơi nha, tức là cái cổng đó là 12V. Đó bây giờ em test qua cái dưới cái bình này luôn cho mấy anh chị xem. Đó thì ở đây là nó cứ người ta có tặng kèm á, một á là mấy anh chị mình cắm trực tiếp với cổng tẩu, hai là mấy anh chị có thể kẹp vô bình ắc quy, mấy anh chị có thể sạc được luôn ha. Nó rời như thế này đây. Đó thì cái phụ kiện của nó là gồm có đầy đủ hết, ống dây hút nè ha, bàn hút rồi có tất cả gần tật ở đây ha, bàn hút khe, cái đồ hút khe và bàn hút luôn. Thì cái này là nó chuyên dùng cho xe hơi rồi, rất là tiện lợi. Và đặc biệt là xe hơi mình lâu lâu bị làm đổ nước ra sàn của anh chị ha, đổ nước hoặc là mình cần chà xà bông chặt rửa sàn á, thì mình tháo cái ấy ra là mình có thể hút nước được luôn và xài cái cổng tẩu của xe hơi ha, rất là tiện lợi. Thì bình của nó là 3.8 lít anh ha, công suất thì nó là 12V, mà quy công suất thì em cũng không biết rằng là bao nhiêu. Đó, rồi đây em test cho mấy anh chị xem. Đó. Đây, chạy rất là im nha, mà hút thì rất là khỏe nha. Đó, hút rất là khỏe ha, chạy rất là im. Đó, thì rồi tắt đi. Cỡ con này được bảo hành 1 năm nha mấy anh, bảo hành 1 năm chính hãng ha, tay cầm nhỏ gọn lắm. Thì con này em đang bán với giá là 890.000 một con ha, 890.000 một con bảo hành 1 năm. Đó, xài cổng 12V rất là tiện lợi. Thì anh em nào có xe hơi mà cần vệ sinh xe đó, thì mình bỏ muốn là có một cái con hút bụi mà bỏ luôn trên xe đó, thì mình mua cái con này nè ha, nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Tại vì lâu lâu á ba cái mấy đứa nhỏ nó bước lên cái thảm á, rồi ba cái đất đá cát rồi nó dính dơ á, thì lâu lâu mà anh chị mình muốn vệ sinh sơ đó, cho nó sạch đó, cho nhanh nó luôn á, thì lúc nào trên xe mình cũng có con này ha, mình lấy mình vệ sinh mình hút nó luôn. Đó, rất là tiện lợi ha. Rồi, giá là chỉ có 890.000 thôi, 12V. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Đó, 12V. Rồi, ok. Tiếp theo em còn một cái bình nhỏ bao nhiêu anh, bình nhỏ để em test cái đã. Tại giờ không biết nó ghi nhiêu ampe. Còn không thì cứ bán đại đi. Coi cân thử coi cho giá luôn rồi đó coi. Coi bình nhỏ cho giá luôn mình coi. Đó. Rồi em còn mấy cái cục sạc mấy anh chị ha, còn mấy cái cục sạc đây, sạc dự phòng cho mấy anh chị đây. Thì sạc dự phòng này của nó là 10.000 mAh mấy anh, hai loại luôn, 10.000 mAh, và một loại là sạc không dây nữa nè, có sạc không dây rồi có loại thì sạc có dây. Cái cục sạc không dây này là nó hỗ trợ sạc nhanh luôn anh. Sạc không dây này là hỗ trợ sạc nhanh luôn, rất là tiện lợi mà anh. Em lên đây em bấm đầu tiên là mình mở nguồn, bấm nhẹ vô cái là nó mở nguồn lên. Đó, giống như em để cái điện thoại lên đó, em để cái điện thoại lên đây. Đó, tắt đi, rồi để điện thoại lên nó hết cái kịch luôn. Đó, và tự động nó báo đây đó, và nó hỗ trợ là hỗ trợ sạc nhanh luôn anh, rất là tiện lợi nha. Thì anh em nào ghét những cái sợi dây sạc dự phòng mà nó lằng nhằng nó dài dài đó, thì mình mua cái cục sạc này ha, mua cái cục sạc này 450 phải không? 450.000 một cục này nha anh. Ha, cục này để 10.000 mAh ha, và ở đây nó cũng có cái đầu ra mà cắm dây được luôn ha, dành cho một số loại mà nó không có hỗ trợ sạc không dây á. Ha, đây cổng sạc nhanh nè, cổng sạc nhanh nè, còn cổng này là cổng USB micro để mình sạc ha. Đấy, thì nó cũng tiện lợi lắm. Rồi, cục này 450.000 mấy anh, 450.000. Còn cái loại này có đèn pin nè ha. À, loại này có đèn pin nữa nè. Đấy. Rồi cục này á, là 10.000 mAh. 10.000 mAh. Ở trong phòng anh có một cục nó bị khoan lỗ, lấy cục đó thanh lý luôn cho tính để xài mà bán luôn cho mấy anh em bán rẻ. Đây, cái loại này nó có đèn pin luôn. Ha, đèn pin sợi rất là sáng luôn nha. Ba chức năng luôn anh. Ha, loại này có đèn pin ba chức năng luôn. Mạnh hơn nữa nè, đó mạnh hơn nữa nè, nó sổ rội rất là đã luôn anh, đó, rội sáng một vùng trời luôn mà anh thấy không? Đó thì cái cục này nó vừa làm sạc dự phòng mà vừa làm đèn pin được luôn, ha, bốn chip led pha rất là mạnh luôn. Đây, đó thì cục này để cho mấy anh em mình giá 425.000 anh, 420 chứ, cục nào 420 rồi, 425 à?
Cục này 425.000 mà ha, 425.000 nha. Đó, cũng cục này đó, cái vỏ nó bằng nhôm và sale của nó là sale 18650. Còn cái loại này là sale Libo ha, cái loại này nó dẹp dẹp mỏng mỏng này là sale Libo. À, trong cái lô này nó có mấy cái cục nó bị khoan mấy anh chị ha, khoan lỗ nó định hủy theo kiểu là nó khoan lỗ nó bỏ luôn á. Nhưng mà nó chỉ bị hơi cắn cắn thôi. Để đem khoan. Đem cho mấy đầu rồi, nó công tắc nằm đây. Đây nó khoan nó hơi trúng sợi dây điện mà nó chưa có lủng ha. Đây nó chưa quay được. Đây. Đó nó khoan trúng sợi dây điện kìa. Đó nhưng mà nó chưa có lủng lỗ luôn ha, nó khoan lỗ nó hủy đó. Chứ nó cài nó làm hư mấy cái này. Đó thì cái cục này em bán rẻ cho mấy anh chị mình 250.000 đi ha, 250.000. Ở trong khi đó cái cục này là đã 400 mấy ha. Rồi để mở lên cục này là hoàn hảo luôn nha. Nó cũng mới tinh à. Đó. À, rồi bấm cái mở đèn nè, sáng mạnh lên nè, mạnh hơn nữa nè. Đó, yếu bình thường nè, rồi đè giữ luôn là tắt ha. Cục này nó cũng là 10.000 mAh ha, sale 18650 màu xanh, là mấy anh chị thấy về là sẽ thấy nó bên trong nè. Đó, cục này em sale 250.000 đi ha, nó hơi lủng lỗ. Đó. Có những cái là nó quỷ là nó lủng banh chành luôn anh ha, thì mấy cục đó là phải bỏ rồi, em không có lụm về ha, lựa mấy cục nào mà mới đẹp đẹp lấy đó. Rồi ok, rồi tiếp theo là mấy cái bộ kìm Fujiya mấy anh chị ha, mấy bộ kìm Fujiya em cũng còn hàng đây ha. Kìm Fujiya thì kìm của Fujiya là được sản xuất rất là nhiều nơi mấy anh chị ha, sản xuất tại Nhật cũng có, sản xuất tại Trung Quốc cũng có, sản xuất tại Việt Nam cũng có luôn. Đó, thì cái lô này là mới luôn ha, mới ken xà beng luôn đó, của Fujiya Nhật Bản luôn đó. Thì cái kìm này là nó có ba, một bộ của nó gồm 3 cây mấy anh chị ha, là gồm có một cây kìm bằng nè ha, một cây kìm bằng, một cây kìm nhọn và một cây kìm cắt điện nha mấy anh chị ha. Nó nhìn nó sắc nét và chi tiết rất là ghê, nó xịn lắm anh ha. Thì đó, cái bộ này của Fujiya luôn đó. Thì giá của bộ này em đang bán là 480.000 ha, thì em còn chắc cỡ cũng 10 bộ giùm anh, 10 bộ đó, 480.000 đó. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Đấy, một bộ như thế này là 3 cây đó. Thì thường thường kìm điện là mình cứ xài lần 3 cây đó, đủ loại nè, nó mình xài cho nó tiện lợi đó, kẹp có, nhọn có và cắt dây điện có luôn đó, rất là tiện lợi nha. Đấy. Rồi ok, anh nào lấy kìm Fujiya thì nhắn tin giúp em ha. Đó. Đấy. Cái bình nhỏ có giá bình nhỏ giùm anh cái đứa. Bình nhỏ đó. 200 ha. 200 bình nhỏ, 200 anh ơi. Bình nhỏ này là 200k nha, 200k một cái anh. À, tất cả nguyên lô luôn, về là về nguyên thùng luôn nè. Đó. Nguyên lô luôn 200k một cái. Ai à, đây. Nó ghi là 12V 23W. Cell là 1.67V. 15 phút là gì kỳ ta. Thông số ghi là lạ quá em. Cái bình này bình ắc quy mà sale gì, lỗ này lỗ trăm acid nè. Bình bây giờ là làm khép kính là nó không có cho dặn nút rồi trăm acid giống như hồi xưa mà chỉ có hư là bỏ thôi. 200k một cái đi anh. Bình nhỏ này, loại này 200k một cái đi. 200k một cái ok. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Này nó lại ghi 23W anh, 23W được không? Đây nè, ví dụ như cái bình kia là 3, cái này là 34W nè Đức, 34W nè. 2 không ghi quá anh ơi. Ủa không có ghi em bây giờ anh ơi, chỉ ghi về công suất watt hả. Cái nào cũng ghi 2.1 mắc, còn này cái này 2.1 ampe. Còn em bây giờ thì nó không là không có ghi. Này em chỉ biết nó là 23W thôi. Thì biết nó 23W thôi. Đó, nó như thế này nè. Yeah.
Rồi, ok. Bình nhỏ 200 anh, bình nhỏ này 200. Như em cũng bó tài. 5 ampere anh. Ờ, 5 ampere chắc là 5 ampere quá anh. Tại vì cái bình này á là nó là 7 ampere rồi, thì cái này nó nhỏ hơn xíu rồi à. Nó nhỏ hơn xíu rồi này. Thì bèo chắc cũng bèo cũng phải được 5 ampere chắc tầm đó anh Kim Bắc hả? Rồi, ok. Rồi, khui cái đèn này ra, hôm nay khuyến mãi bao ship luôn cho mấy anh em đi, chuyển khoản bao ship luôn, 1,5 triệu chuyển khoản bao ship luôn. Đó, đây cái loại này nè. Đó loại nào quên rồi. Cái loại nào loại mà thông dụng á, loại số lượng nhiều á. À cái đó phải không? Không phải cái đó. Chắc cái này. À đây. Rồi, em còn ít đèn áp trần Toshiba. À, đèn áp trần Toshiba mới 100% luôn. À, thì cái này là hàng từ Nhật về. À, thì cái đèn này có remote, có rồi tất cả các thứ đầy đủ hết luôn anh. À, có remote, có điện auto luôn từ 100 cho tới 220 luôn. 22. Ồ, cái loại này là ánh sáng trắng không hả? Ánh sáng trắng không hổng mình bán nhiêu quên mày Đức ha. 1,3 triệu. 1,3 triệu anh. À, 1,3 triệu một cây nè. Đó thì cái loại này là chỉ có ánh sáng trắng không, còn nếu mà anh chị em mà lấy anh vừa ánh sáng trắng vừa ánh sáng vàng á, và có đèn ngủ, con này nó cũng có đèn ngủ luôn ha. Con này là 1,3 triệu, còn anh nào mà lấy cái con mà ánh sáng vừa ánh sáng trắng và vừa ánh sáng vàng luôn là 1,5 triệu. Và ngày hôm nay em cũng sẽ chuyển khoản thì em sẽ bao ship hết, thì mấy cái đèn này nó to lắm anh, nó to lắm, khi nó không có nặng, nhưng mà khi mà lên đơn á là mình sẽ tính cồng kềnh á, mình sẽ nhân cồng kềnh á thì nó sẽ bị nặng anh. Ồ, nó bị nó quy ra cái về ký là nó sẽ tính cồng kềnh. Khoảng thì em bao ship luôn mấy cái đèn này hết luôn ha. Đó thì cái đèn này đèn áp trần nha, đèn áp trần đó, để em coi cái con này công suất của nó là 33W anh. Con này công suất 33W là 1,3 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Còn cái loại mà ánh sáng vừa ánh sáng trắng vừa ánh sáng vàng luôn thì là này chắc phải 1,5 triệu lấy. Có dây điện test không, đi qua cắm test luôn. Mấy con này giữ test chưa? 220 rồi con. Ok rồi, qua cắm test luôn cho nguồn luôn cho mấy anh chị xem. Đó rồi, em test nguồn luôn cho mấy anh chị xem luôn cho nó dễ ha. Đó, để hình dung nó thì nói chung là quay thì nó sơ bộ thôi chứ nó không có thấy đâu. À, quay cái nhíp này chưa giới thiệu cho mấy anh em nè. Rồi, lấy ra xích ra. Rồi, cái nãy giờ em quên nè, em có về nguyên một cái lô nhíp luôn mấy anh chị ha. Nhíp này á, là cái đường nó rất là dài, nó dài lắm. À, nhíp này là nhíp mới nha, không phải là dùng nhíp mà người ta y tế người ta bỏ ra nha mấy anh chị nha. Nhíp này là nhíp mới luôn. À, nó một loại, tại vì đồ y tế mà người ta thải ra là dễ biết lắm, đồ y tế thải ra là nó hầm bàn hết mà. Ha, còn cái này là nó về nó chỉ có nhíp thôi, một loại duy nhất ha. Đó, người ta bỏ nguyên một cái lô luôn ha, không biết nó bị gì. Và cái loại nhíp này á là nhíp này nó là inox 430. Thì em hiện tại bữa giờ em bán mà em quên, em bán trên đăng, có đăng trên Zalo á mà quên quay trên YouTube cho mấy anh em. Thì cái một cặp như thế này á là em đang bán là 70.000 ha, 70.000 một cặp mấy anh. À, thì cái này mấy anh em mà về chơi thủy sinh á, thì chơi thủy sinh lấy cái thước lại Đức ơi. À, mấy anh em mà chơi thủy sinh á là hay bữa giờ mua cái này em mới biết là anh em chơi thủy sinh với lại cá kiển á, mà có mấy con cá rồng gì đó gấp đồ ăn mà đút cho mỏ vô mỏ. À, rồi cái kích thước của nó nè là 225 gần như từ 230 đó ha, dài 2 tấc 3 mấy anh chị ha, nó dài lắm đó, nó như thế này đó. Và cái này là của Watanabe Nhật Bản luôn anh ha, sản xuất tại Nhật nha. À, nó có 2-3 loại, một loại là cái này là để em coi loại này là cái gì đây, Mizuoka ha, Mizuoka. Rồi một có loại thì là của Watanabe ha, có nói chung là nó có 2-3 thương hiệu trong đây đó. Thì em bán cương cặp đó, cặp này cái đầu này nó là đầu kẹp bằng nha, nó có cái gai như thế này nha anh. Đây để em quay chi tiết hơn. Cái đầu nó như thế này nè anh, nó như thế này ha. Thì cái kẹp cái gấp cái nhíp này mình dùng để làm chơi thủy sinh hay là làm gì đó, tùy mấy anh em ha.
cứ cặp gì em bán 70.000 cặp, bán 70.000 ha, bán lận cặp cho anh dễ. Thì anh em mua hàng gì á kết hợp chung với cái đơn ha, rồi nói ví dụ như anh em mua này mua nọ kia rồi kêu bỏ cho anh thêm cặp nhíp gì á, ship luôn luôn thể cho nó tiện lợi. À, mua cái bình ắc quy đó rồi lấy thêm cặp nhíp về có làm này làm kia, lâu lâu mình gấp cái này gấp cái kia ha, mấy cái đồ mà nó nóng nóng hoặc là mấy con này con kia ha, mình cần gấp mình dục ra hay gì đó đó thì cũng tiện lợi đó. Quên nãy giờ quên cái lô này 70.000 siêu rẻ luôn, hai cây luôn mà nó inox 430 nha anh. Cái này inox 430 nó không phải là inox 305, tại vì inox mà 430 là nó có từ tính ha, còn 304 thì nó không có từ tính. Đấy. Rồi, ok, nhíp ngon lành cành đào. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Hút bụi 220V. Bình đấy. Rồi đây, cái đèn này anh ha, nó sáng bừng dịu dời luôn anh thấy không? Ha, ngon lành cành đào lắm. Đó thì đây là nó, cây này nó chỉ có ánh sáng trắng thôi, nó có remote điều khiển nè ha. Bây giờ ví dụ em muốn bấm đèn ngủ nè, đó thì nó có một cái đèn cháy nó hơi mờ mờ ở đây nè đó, từ buổi tối thì mới thấy, còn giờ thì thua rồi đó. Rồi bây giờ muốn cháy lên ha, bấm cái là cháy lên rồi. Bây giờ mình muốn giảm cái công suất đèn lại ha, mình muốn cho nó tối hơn đó, bấm là nó giảm từ từ đó anh thấy không đó. Giờ muốn tăng lên đó thì giờ tăng lên, nó tăng maximum luôn đó, sáng bừng lên luôn đó. Thì này em đang quay chế độ ấy nên là nó sẽ bị cảm thấy là mấy anh em sẽ cảm thấy nó tối ha đó, chứ thực ra là đây nó sáng bừng lên cho mấy anh em xem, nó sẽ như thế này đó. Rồi thì còn muốn tắt thì bấm cái nút này là tắt luôn nè đó, ngẫm luôn đó, nó giảm từ từ và tắt luôn à, rất là hay đấy, ngon lành. Toshiba nhưng anh chị ha, hàng của Toshiba thì bao xịn sò, tất cả đều là hàng mới hết, mới 100%. Con này em bán 1.3 nha ha, nó tại vì nó có mỗi ánh sáng trắng thôi, còn cái loại khác là nó có vừa ánh sáng trắng vừa ánh sáng vàng luôn ha, chuyển khoản bao ship luôn nha anh ha. Đấy, chuyển khoản bao ship luôn. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó, có remote điều khiển luôn. Đấy, 1.3. Bình, cái bình này thì thường thường bình xe máy nó có một cái cọc mấy anh, nó có con ốc mình dặn vô mình siết lại cho nó cứng ha. Còn này anh em mà muốn lắp xe máy là phải độ xíu, phải siết cho nó cứng lại ha. Đó là nguyên tắc an toàn, chứ không là nếu mà có những cái mình xài những cái chấu mà để như cái socket mà chọt vô á thì cái đó nó không có đảm bảo, không có an toàn. Đó thì em muốn tư vấn cho nó đúng ha. Một là mấy anh em mình khoan cái lỗ đó rồi bắt chết lại ha, siết cái cọc đó cho nó cứng lại ha. Thì lâu lâu mình đề á, mình đề xe là nó rút dòng tải á. Đó thì nếu mà cái tiếp điểm của mình mà nó tiếp xúc không tốt á thì nó sẽ bị nẹt lửa ha, nguy cơ nguy hiểm lắm. Cho nên là mấy anh em mình là phải xài cho nó đúng ha, rồi chịu khó phải làm. Đó, còn bình này nếu mà thay cho mấy cái UPS á thì nó đơn giản rồi ha, tọt vô một cái là xong, tọt vô một cái là nó không có dòng tải gì cao hết á, nó không có sao. Đó thì bên này là 12V 7A 270.000 ha, 270.000. Còn cái bình kia là 5A là 200k. Đó. Anh em nào lấy loại nào thì cứ nhắn tin em loại đó. Đó. Cái này vẫn dùng xe máy được anh, nhưng mà mình phải làm cho nó cứng cáp và chỉnh chu. Là làm sao là mình sẽ khoai khoan cái lỗ đó, mình siết cọc cáp lại cho nó cứng đó, khi mà mình đề nó rút dòng tải thì nó không có nẹt lửa đó. Nếu gọi là đúng như vậy chứ bình ắc quy nào mà chả xài được cho nhau anh đó, cái nào cũng xài được hết á. Nhưng mà cái này sao bình nước giữ nhiệt mau nguội dữ vậy, khoảng 7 tiếng đó, 7 tiếng mà mau ở bình giữ nhiệt ngon không anh, còn quá đã luôn á, em nói thiệt luôn á, 7 tiếng là hết sảy con bà bảy rồi. Nó có bình thủy nữa, nhiều lắm anh, cái bình thủy nhỏ nhỏ nó giống như cái bình này nè, bình rót giống như vậy nè, mà nó là bình, nó là dạng bình thủy, nhưng mà có một số cái nó hơi tuột thủy mà nó mớp nhiều quá em không có lấy đó. Còn nó còn như cỡ như mấy con này là anh giữ nhiệt là bá cháy luôn, nó vậy cuối vậy nè.
cái bình loại này nè, nó dày cui nhiêu đây nè, cái lớp mà hai lớp của nó bự vậy nè, nó dày vậy nè đó. Bình này là bao giữ nhiệt nè, của UVC này, sản xuất tại Nhật luôn, có hai cái duy nhất luôn nè. Cái này anh để 7 tiếng là chuyện bình thường. Rồi ok đó, bình giữ nhiệt thì em còn, mà nãy giờ em cũng lời lên quá. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Rồi em còn vài bộ máy massage em anh ha, máy massage hàng nội địa Nhật của Dr. E ha. Thì mấy con này em lựa soạn soạn ra, nó khá là đẹp anh. Mấy con 66 thì bữa cũng bán hết mớ rồi, mấy con này là đa số là còn đẹp hết nè, 700.000 một bộ anh, 700.000 một bộ ha. Thì mấy con này mình có mấy cái dây sạc USB-C nhiều lắm ha, chắc cho tặng kèm đi, mới có một lô. Ok, cái này để em tặng kèm cho mấy anh chị mình cái sợi cáp sạc của con này luôn nha. Thì đây là cái máy massage, máy massage Dr. E ha, rất là nặng, cầm chắc tay lắm và đánh thì rất là khỏe, mà máy lại chạy im, rất là im anh. Thì cái này là mấy bạn đã sạc và test sạc xả hết rồi, ngon lành cành đào hết. Đó, đây, đó thì cái con này là hàng nội địa Nhật anh. Mà đánh im đỡ lắm, phê lắm nha. Đó, rồi đó, rất là phê đó. Cầm nhẹ là muốn chế độ mạnh hơn thì bấm mạnh hơn, hoặc là muốn đánh nhẹ nhẹ thì bấm số 1. Đây nó có số nè, 1, 2, 3. Đó, đánh rất là phê đó. Đó, rồi 700.000 một con mà. Một con máy massage nhỏ gọn, cầm tay như thế này mà cầm rất là chắc tay, đánh rất là đã ha. Đánh giống như là mấy anh em đi massage ở ngoài tiệm vậy đó. Chỉ thiếu mấy em thôi. 700.000 cái nha, để em tặng thêm cho mấy anh sợi dây sạc ha. Cái máy không mình có dư nhiều lắm đúng không? Cái máy xong không bán 350 đi cho anh em mình làm sơ cua ha. Đúng rồi, bán bán sạc hay là bán cái máy không, máy chạy á, bán 300 có dư máy chạy nhiều lắm đúng không? Hỏi dự kỹ rồi phải không, dư máy chạy nhiều đúng không? Rồi vậy thì bán cái này thêm một con, mua một con rồi mua thêm một cái con máy sạc này. Rồi tiếp theo nè mấy anh. Thì anh em nào thích mua một thêm một con nữa, tại vì biết sao không? Cái phụ kiện này em không có nhiều, nó về nó bị thiếu mà. Đó thì em sẽ bán thêm một cái máy như thế này dành cho anh em nào thích mua thêm một cái máy để dành sơ cua thì cũng có, mà mới có cái đó. Thì đại khái là cái khi mà em bán đủ phụ kiện giống như thế này ha là 700.000 nè. Rồi anh em nào muốn mua thêm một cái máy này nữa để dành làm sơ cua ha, hoặc là mấy anh em có thể ví dụ như hai máy thì mấy anh em có thể lấy dùng những cái đầu này nè, mấy anh em gắn thì massage theo một cái kiểu khác giống như nhấn nguyệt nè ha, hoặc là cái này nó dẹp dẹp kiểu này đó thì cũng được đó. Thì anh em nào mua cái bộ massage này là 700.000, mua thêm một cái máy này để dành làm sơ cua thì là 350.000 ha, tức là chỉ có máy này không. Thì bữa giờ có nhiều anh em cũng mua cái bộ mà nó đủ phụ kiện như thế này, muốn mua thêm con máy như thế này ha, thì giá của nó là 350.000 và nó cũng chạy hoàn hảo luôn nha, chạy hoàn hảo luôn. Rồi gắn vô cho mấy anh em xem, nó chạy hoàn hảo luôn đó, đây đó, cũng im ru từ ru luôn. Chỉ có một cái là em bữa em định để dành lại, rồi giờ chừng nào nó về đủ phụ kiện như thế này em bán á, nhưng mà để em chặt kho chứ không làm gì ha, em bán 350.000. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Muốn lấy thêm thì cứ lấy thêm, còn không thì lấy một con đó, tùy theo tùy thôi đó. Rồi 700 350. Em còn hai cái tạ bình vôi mấy anh chị, hai tạ bình vôi bữa bán 950 hay 900.000 cột con, bữa nay sale luôn đi, còn 850 luôn đi, còn hai cái cuối cùng bán sale luôn cho mấy anh em. Rồi cái tạ bình vôi mình thì dùng để cho anh em mình rèn luyện sức khỏe ha, tập thể dục sao cho nó khỏe cơ thể đó. Thì cái tạ này là mấy anh em mình có thể mở khóa và rút bớt ra hai số ký luôn đó, cứ một bắt như thế này là 2,5 kg, bắt như thế này 2,5 kg cứ rút ra, mấy anh em mình muốn tập cái tạ đó bao nhiêu ký thì cứ rút là bấy nhiêu đó. Thì cái tạ bình vôi thì nó cái cách tập như thế nào thì nếu mà anh em muốn tham khảo thì mình lên YouTube mình gọi cách tập tạ bình vôi thì nó sẽ ra cái con tạ này ha, hàng từ Nhật về đó. Thì bữa giờ em bán là 900.000 cái ha, thì còn hai cái bán 800k cái luôn đi ha, 800k. Anh em nào lấy luôn cho nó xong chứ để hoài chặt kho chả là ok. Rồi tạ bình vôi ha, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Máy hút bụi Stanley, dạ ok anh.
Rồi máy hút bụi Stanley em còn anh, còn nha. 23 lít thùng nhựa có đây không? 23 lít thùng nhựa. Anh lấy con kêu xì ra đi anh. Em đang khuyến mãi con đó, em nói thiệt với anh là giá rất là tốt mà xài cũng ok nữa. Xài ngon, rất là ngon luôn. Mà giá em sale là cực kỳ rẻ mấy anh à. Đó, em nói thiệt với mấy anh là em bán cái con này bây giờ là em đang bán giá quầy vốn mình. Bán giá quầy vốn, nó không phải là nó dởm, không phải là nó cái gì cả mà em bán cái giá đó. Tại vì thứ nhất là em muốn thanh lý cho nó chống kho bớt. Tại vì em ôm cái số lượng nó nhiều quá mấy anh đây nè. Em cho mấy anh coi, nó số lượng nó nhiều lắm. Em còn gần 30-40 con đây nữa nè. Ở bên đó rồi bên đây nữa. Em bán bằng cái giá vốn để xả hàng ra. Khi nào cần lấy hàng thì em cứ lấy về. Ví dụ mình alo bên hãng đã giao qua. Còn này giờ em ôm nguyên một cái lô mà nó chôn vốn nhiều quá. Có cái tiền đó em để em làm cái công việc khác xíu này kia. Đó. Đây để em giới thiệu cho anh cái con Kyocera. Anh lấy mấy con này đi thì em đang bán thực sự là 2,4 triệu một con, là giá vốn luôn. À, giá nhập luôn á. Bây giờ anh mấy anh em mình cứ lên mạng tra cái con AVC 1001 này đi. Giá không dưới 3 triệu. Đó, thiệt luôn. Có vài nơi người ta bán được khuyến mãi có khi khoảng 2,8 triệu, 2,9 triệu. Đó, còn trong khi đó em đang bán là chỉ có 2,4 triệu đồng. À, đây để em khui ra cho mấy anh chị xem. Hàng mới 100% đàng hoàng. Thì này có thể là con này có thể là hàng mẫu hay gì đó ha. Đó. Còn mấy anh muốn Stanley cho nó rẻ hơn cũng có. Rồi lôi nó ra đi Đức nha. Đây. Đó, hàng ship cho mấy anh chị rồi, nó sẽ là mới 100%, còn đây là cái con mẫu thôi ha. Con mẫu nó phụ kiện này gồm có ống chống xoắn luôn nha. Nó không có bị xoắn dướng ha. Thì đa số máy hút bụi có một số là nó chỉ có được nằm ngay cái cổ đó thôi, còn cái đầu là nó sẽ bị xoắn. Đó, rồi. Đây, bánh xe đồ phụ kiện rồi cũng sẽ đầy đủ hết ha, không có thiếu gì. Đó, công tắc on off ở đây rất là khỏe ha. Đây, đặc biệt cái nữa là trong tất cả các dòng máy hút bụi ha, có rất là nhiều thương hiệu thì có mỗi Kyocera là được sản xuất tại Đài Loan, Made in Taiwan mà ha. Đây nè, Made in Taiwan nha. Máy của mấy ông khác là đa số là Trung Quốc là nhiều, nhưng mà riêng Kyocera 15 lít này là được sản xuất tại Đài Loan. Và giá em bao thị trường luôn, không có ở đâu bán với giá 2,4 triệu này. Và cái con hút bụi này á, là nó chạy rất là im ha, rất là im, và công suất motor của nó là di đồng, công suất rất là thật ha. Đó, màng là màng lọc HEPA. Đó, thì anh muốn mua cái trụ lọc kia nó cũng rẻ lắm. À, không cần mua hàng cái lọc mà bằng lọc HEPA ở bên trong anh ha. Tại cái con này nó em có xài luôn thành ra nó hơi dơ ha. À, nên là thôi kệ cứ lấy lại luôn đi. Tại con này lúc trước em xài luôn đây. Nó sẽ như thế này. Cái trụ lọc này á, nếu mà anh mua của hãng nó mắc tiền ha, gần 400.000, còn em sẽ hơi gửi cho anh một cái đường link. Anh mua trực tiếp trên Shopee nó có 98.000 một cái trụ lọc này. Nó rẻ nhất trong tất cả các hãng luôn. Ha, thiệt luôn. Đó, bánh xe thì mình sẽ lắp dưới nữa là nó sẽ im máy thôi. Đó. Thì con này á, model con này là điện 220 luôn anh ha. 15 lít nhưng mà hút rất là khỏe. Đây. Đó, nặng chỉ có 5.5 kg thôi, vừa hút khô vừa hút nước luôn, có cái chỗ để xả nước xả đáy nằm đây nè, rất là tiện lợi anh. À, nắm giật ra cái là xong, nó nắm giật ra vậy là xả nước đi đổ nước thôi. À, rồi muốn đậy lại thì cứ gắn vô cái kịch mạnh vô cái là xong ha. Đó, thì muốn hút khô hút nước thì được, vệ sinh xe hơi có chỗ gắn phụ kiện luôn. Và em thề với mấy anh thiệt tình luôn ha, là cái con này em bán với giá 2,4 triệu là đang bán quầy vốn. Đó, thì anh nào có nhu cầu ha, thì thực sự mua một con hút bụi thì lụm con này, thứ nhất ủng hộ em đó, thì em cảm ơn rất là thiệt tình. Và em cũng nói thiệt luôn là em bán với giá vốn mà không có xạo đâu. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, lấy con này. Còn mấy anh muốn rẻ hơn thì lấy Stanley cũng được ha, 1,650 triệu, 23 lít thùng nhựa đó. Thì con đó em đang bán 1,650 triệu cũng được luôn anh. Máy này còn túi giấy đựng rác của nó bán không shop. À, anh mua túi đựng rác có luôn anh. Dạ. Đây. Sạc pin không dây sạc được Samsung không? Sạc được anh. Vô tư mấy con Samsung của anh là ít mấy. Nếu mà mấy con S23 mấy con đời cao là nó có hỗ trợ sạc gì sạc không dây hết anh. Dạ. Máy hàng tích không có về cộng dây đâu anh. À, túi ha, anh, túi rác thì đây, đó anh mua cái này nguyên hộp đi, một có 189.000 một hộp như thế này.
Thì một cái hộp túi này là được sản xuất túi này là túi không dệt anh, đựng bụi, xài chung với con kia Sierra nãy, sản xuất tại Đức. Thực ra là cái túi của Kaiser là người ta đang bán rẻ nhất trên thị trường, cho nên là em hay bán cái túi Kaiser. Trong đây nó có 4 cái nè, 189.000 về anh trồng vô cái con kia Sierra hồi nãy anh xài thôi. Và đa số tất cả các mẫu máy hút bụi mà 30 lít khác em cũng hay tư vấn túi Kaiser, thì nó rẻ mà, rẻ lắm, rẻ nhất luôn phân khúc rồi. Anh Tuấn Nguyễn lấy cái túi của con Kaiser này đi ha, nó 189.000 anh, đó 4 cái luôn, về anh xài cũng khá là lâu à, khá là lâu rồi. Ok rồi, cái con máy lau kính của Kaiser này anh, bữa nay sale sập sàn luôn, 1.980.000 sát luôn, lỗ luôn xíu. Rồi em còn một cái lô máy lau kính nữa mà, máy lau kính nè, đó hàng là mới 100% luôn ha, em để cho mấy anh em mình 1.990.000 đó, sale luôn ha, 1.990.000 đó. Bây giờ anh kêu em cứ tra ha, muốn cứ thấy nào mà thấy giá không biết là mình bán người ta bán cho mình có tốt hay không ha, cứ tra thoải mái luôn đó. Còn W6 này ha, bèo bèo cũng phải 3 triệu, chắc cả tầm 3 triệu mà ha, con này là chắc phải tầm 3 triệu đây. Dạ ok anh Tuấn Miệng, máy tỉa hàng rào anh, tỉa hàng rào bây giờ em có con xăng của Toto bán thanh lý giá vốn luôn, nhạnh luôn, hộp đựng cơm còn luôn anh, đèn năng lượng giảm giá đi, giờ giảm nhiều anh, bao ship luôn rồi còn gì nữa. Bây giờ em làm một cái chương trình giống như chương trình mua chung đi, có 10 anh em mua đi, em khuyến mãi luôn, phải được gần 10 cây đó, mình chơi là chơi như thế là sẽ được giá nó tốt anh. Ví dụ như em đeo với lại bên hãng là bây giờ tao muốn lấy 50 cây, tại vì tao bán lần 10 cây cho mấy anh em 10 cây đó, thì nó giá nó sẽ rẻ hơn, thì nó mới lợi hơn anh. Lợi hơn. Bây giờ đâu đèn năng lượng Zindan mà 369 đâu rồi, lại lấy lụm cho anh cây coi đằng kia kìa. Lấy cây đèn năng lượng đó đi. Đi bây giờ ví dụ như là anh có anh bây giờ ví dụ như có anh gì coi nè, anh lên em coi coi. Anh Phúc nè, đó ví dụ như bây giờ anh Phúc chốt một cây nè. Còn anh nào có nhu cầu mua đèn năng lượng này không, em cho giá tốt hơn luôn cho mấy anh em, nhưng mà nó phải đạt số lượng 10 cây, giống như những cái chương trình mà mua chung hồi lúc trước em hay làm ha. Mình mua nhiều thì giá đạt số lượng, thì em đặt một phát bụp cái là mấy chục cây đó, cái em bán lần cho mấy anh em được chục cây hay gì đó thì giá nó lợi hơn. Thì đó, bây giờ ví dụ như cái đèn này năng lượng này Zindan 369 này em đang bán là 1.200.000 một cây đúng không, đó 1.200.000. Bây giờ em hạ giá xuống còn 1.100.000 luôn, 1.100.000 luôn, chuyển khoản bao ship hay gì đó, nhưng mà số lượng nó phải đạt gần 10 cây đó, gần 10 cây là chơi được anh đó, 10 cây đó thì em sẽ đeo giá được, nó lúc nào cũng vậy anh. Đấy. Hộp cơm thì lát nữa em quay cho anh, chắc còn có 5-6 hộp gì đó, lát nữa em quay cho. Đó thì cái này bây giờ ha, 1.100.000 chuyển khoản bao ship luôn đó, nhưng mà phải đủ 10 anh em mua. Bây giờ đầu tiên là có anh Nguyễn Hữu Phúc nè, chờ xíu nữa xem có anh em nào nữa không. Ví dụ như có thêm những anh em khác nữa mua gần đủ 10 cây đi, em chốt số lượng cái là em ship luôn, gọi cho alo cho từng em luôn, cho từng anh em luôn đó, được không? Đó, chơi gì đi, lúc tại vì có số lượng thì dễ nói chuyện với bên hãng để mà lấy hàng nhiều và giá nó tốt hơn đó. Rồi ok, tỉa hàng rào thì em có con chạy xăng này anh. Sạch coi tỉa hàng rào xăng này coi, bữa nay bán cho sale thanh lý luôn cho mấy anh em. Con này mình cũng tính làm thị trường mà thấy anh em không hào hứng lắm. Con này là 25.4cc. 25.4cc. Rồi đây em còn một con tỉa hàng rào xăng của Toto nè anh ha, con này là 25cc ha. Okay, là cái phần tỉa của nó là dài khoảng lần 6 tấc anh ha, dài 6 tấc
Đó thì con này là chạy xăng hai thì ha, máy rất là mới ha, rất là đẹp ha. Thì hiện tại những anh em khác đang bán con này với giá là khoảng 2.730.000 anh ha. Con này em giảm giá luôn cho anh 2.500.000 ha. Em cũng có một con duy nhất thôi, hàng mới 100% chưa có xài ha, hàng mới 100% chưa có xài. Rồi rút ra luôn cho mấy anh em xem ha. Đây nó như thế này đây anh, đó, mới 100% chưa xài luôn. Còn phụ kiện là đây, rồi tiếp mở bu ri, rồi chìa khóa, rồi mở, rồi chỉnh xăng, xăng gió hay gì đó là còn nguyên hết đầy đủ. Tay cầm ha, nó rất là im chống rung luôn đó. Thì cái con này nó là lưỡi của nó đây, cái này là người ta chưa rút cái bao ở dưới, cái phần này là phần mà để nó cái phần lưỡi nó chạy á, để nó cắt cho cái cây nó đứng, nó không bị rung á đó. Thì cái thước của lưỡi này là 5 tấc anh ha, dài khoảng 5 tấc đó. Và cái con này là động cơ ha, 25 cc đó, chạy xăng hai, xăng pha nhất hai thì ha. Đó thì con này sale cho anh 2.500.000 luôn. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em một con duy nhất nè ha. Giờ mình tỉa hàng rào hay gì đó, mình làm dịch vụ mình tỉa mà nó thời gian nó dài mà cần chạy xăng đó, thì lấy có con này đó. Em chỉ có mỗi loại này thôi đấy. Rồi ok, máy tỉa hàng rào. Ly có hoài còn anh, ly có hoài chứ em còn được vài cái anh. Em bán có 90.000 à, em giảm giá tại cái màu trắng nó bán hơi chậm, em sale luôn cho mấy anh em còn 90.000 cái à. Ly cái ca inox có hoài, hàng xịn sò luôn. Cái con K8 này anh, cái con K8 này là em bán 38.000.000 mà em giảm còn có 36.000.000 anh. Levelet K8 nè, một con duy nhất cuối cùng luôn. À, hàng mới 100% luôn, hàng mới 100% luôn, sản xuất tại Nhật, máy là mới 100% chưa có xài, chưa qua sử dụng luôn. Đó, con này em để cho anh 36.000.000 nè. Đó, 36.000.000 chuyển khoản thì bao ship luôn đi. À, em bảo hành cho anh 3 tháng luôn. À, con này bảo hành 30 tháng. Tại cái lô này hôm trước là em về là gần mấy chục con, em bán hết sạch sành sanh luôn, còn đúng một con. À, còn đúng một con cuối cùng. Đó, bảo hành cho anh 3 tháng đó. Còn anh ở Sài Gòn đó, hay gì đó, nếu anh ở Sài Gòn mà muốn lắp đặt đó, thì em có một cái bạn kỹ thuật ha, bạn chuyên lắp đặt về máy lọc nước ion kiềm này, và sau đó bạn test cái nguồn nước của anh, rồi bạn đo đầu kiểm tra hết ngon lành, bàn giao cho anh luôn. Thì cái phí lắp đặt của bạn là chỉ 1.500.000 thôi ha. Còn cái những cái vật phí lắp đặt là 1.000.000, còn những cái vật tư nếu mà anh muốn muốn những chưa có những cái bộ lõi lọc thô á ha, thì bạn sẽ tư vấn cho anh lấy 3 lõi ha, 4 lõi như nào đó, lọc thô để trước khi nguồn nước đi vào con này ha, cho anh. Và anh lưu ý là cái nguồn nước của anh là phải là nguồn nước máy nha ha. Rồi lấy ra sơ luôn cho mấy anh, cho anh chị mình xem đó, lấy ra sơ cho mấy anh chị mình xem ha. Rồi để đây, hàng nó mới luôn anh nè. Có một cái là cứ quay clip rồi em cứ bốc ra bỏ vào, bốc ra bỏ vào cho mấy anh em hoài á, thành ra nó hơi bám bụi, chứ thực ra cái con này là của em chưa xài luôn, mới 100% chưa xài luôn anh. Đây đó, phụ kiện nó đầy đủ hết anh đó. Đây quay lại đây anh ha, nó mới 100% chưa xài nha. Tại vì em có ví dụ như anh hỏi cái em bốc ra, em anh hỏi cái em bốc ra đó, thì con này em giảm giá còn có 36.000.000 thôi anh ha, 36.000.000 đó. Anh có lấy thì nhắn tin giúp em đó. Đây phụ kiện ha, những cái nước thử hay là van vòi hay gì đó, cái bộ đầu nước nè ha, nó đầy đủ hết luôn, không thiếu gì hết ha. Này bình là nước nước muối hả ta, này nước muối để rửa rửa gì đó. Này gì quên nè, trong acidic dung được dung dịch điện phân hay gì đó, nước muối rửa gì đó. Rồi đó, em còn một con cuối cùng nè ha, Levelet K8 ha, được sản xuất tại Nhật, máy in dao băng luôn ha, điện là điện 220 luôn anh. Đó, 220 luôn, tiện lợi ha. Đó, lọc nước K8, anh có lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ hay gì đó. Anh ở Sài Gòn thì đưa qua lắp luôn, thoải mái luôn anh, dễ mà. Còn ở xa thì anh phải kiếm thợ đó, phải kiếm tự kiếm thợ ha. Rồi cái ca ha, rồi để em đi quay cái ca có hoài cho anh ha, rồi em đi quay hộp cơm cho vài anh em ha. Đó, rồi ok, bỏ vô lại đi Đức. Rồi ok, chốt giùm em cái luôn đi. Đó, còn có một con. Rồi ok, đây cái ca em cũng còn chắc vài cái anh, mà màu trắng là đa số anh. Đó, 90.000 cái ha. Đó, ca này là ca inox ha, inox 304 ha, ca này ca 2 lớp.
mà cách nhiệt luôn. Ca này là ca cách nhiệt. Đó thì nó có màu trắng như thế này, trắng và chữ hình họa tiết màu xanh. Cái ca này ở bên Nhật bán cũng hơi mặn tiền, mà 3.000 mấy yên là khoảng tương đương khoảng 600, gần 600.000. À, trong khi đó em bán cái này, cái ca này có 90.000 thôi. Đó thì một số cái là về nó thực ra đó là cái miệng này nó cọ vô đây nè, nó làm cho có những cái vết đen này, chứ thực ra là nó không phải là bị chày, không phải bị chóc gì hết á, không có chày, không có chóc nha. Như cái này thì có nè, cái này nó chắc kiểu nó rớt hay sao nó bị chóc ở đây. Chứ còn nguyên là tất cả đa số là nó chỉ bị theo kiểu là cái này nó cọ vô cái kia, tại vì nó không có được đóng gói mà nó sổ vô trong cái bao tải luôn đó, nó không đóng gói thì nó mới bị cái tình trạng đó. Thì giá cái này, cái ca này á, là cái này á, dung tích của nó là gần 500ml anh ha, 400 480 499 gì đó ha, 48 49 gì đó. Thì cái ca này là nó hàng sao hay lắm anh ha, mấy anh không có thấy được cái mối hàng của cái quai này đâu, không thấy mối hàng của cái quai luôn. Cầm uống nước rất là nặng tay ha, đi du lịch đi chơi cũng rất là ok đó, rất là ok. Rồi giá của cái ca này em đang bán là 90.000 cái ha, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. 90.000 cái. Rồi đèn nè, đèn led nhà xưởng em còn đúng có hai cái luôn anh, còn đúng hai cái nè. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. 600.000 cái ha, rất là mạnh, rất là sáng luôn. Thì cái đèn này công suất 200W nè ha, đèn này thì sản xuất vẫn là Trung Quốc thôi. Hôm bữa em không có đèn, em phải mua cái đèn này để đi thay cho xưởng. Nhưng mà cuối cùng là em về được cái lô Philips nên em thay bóng Philips em xài hết rồi, nên là em bán thanh lý lỗ cái này là 250.000. Đó thì cái đèn này giờ em chỉ bán còn có 600.000. 600.000 ha. Đó, và cái này là người ta cũng bảo hành 1 năm bình thường luôn á. Có một cái là tại vì em chỉ thích cái đồ từ Nhật về. Rồi ok. 600k một cái đèn pha USO ha, đèn pha USO. Còn anh em nào thích đèn Nhật em cũng có đây, Toshiba Nhật nè, đèn chuyên pha nè. 1.700.000 một cây, bữa nay bao ship luôn cho mấy anh em đi. Nào chuyển khoản bao ship đi, chuyển khoản bao ship. Rồi đây em còn nè anh. Thì cái đèn của Toshiba này á, là công suất của nó là 110W anh, mà ánh sáng trắng luôn nha, 110W ánh sáng trắng, được sản xuất tại Nhật ha. Thương hiệu là Toshiba. Quay cái xung quanh cho mấy anh em xem, nó rộng rồi tôi nè, mấy anh cái rộng này nó to hơn. Cái giày cui mấy đồ Việt Nam bẻ mấy anh ta dùng tay mình lận nó cũng gãy nữa chứ nói chi là so với cái đèn này. Đó. Thì cái này nguyên mấy anh coi lá tăng nhiệt nè, khủng khiếp lắm. Về mấy anh nhận cái đèn hết sảy con bà bảy luôn. Cái đèn này mấy ký anh quên rồi ha Đức ha. Gần 7 ký anh à, cái đèn gần 7 ký nha, của Toshiba Nhật Bản, được sản xuất tại Nhật luôn đây nè. Đó, Toshiba nè. Thì cái câu này là cái câu mà hàng được sản xuất tại Nhật nè, tại vì tiếng Nhật á nó là chữ chữ kanji, thành ra là em chỉ nói và cho mấy anh em hiểu, còn mấy anh có thể kiểm tra coi đúng cái đèn này có phải của Nhật hay không, thì mấy anh em nhờ anh em nào biết tiếng Nhật á, họ dịch cái dòng này ra họ biết là cái đèn này nó sản xuất tại Nhật không nè. Đó, đây nó hơi chó chó. Đó, đây, đó để như nè. Đó, đây nè. Toshiba nè, cái câu này nè. Đó, cái công ty được sản xuất tại Nhật, hàng hóa nè. Đó, điện từ 100, 200, 240 V luôn ha. Công suất của nó là 111 W đối với khi mà mình xài cái nguồn điện tối đa ha. Đó, rất là ngon, rất là khỏe. Rồi. 1.700.000 đồng chuyển khoản bao ship luôn ha. Đó, hàng này từ của Nhật nè, đèn pha nè, siêu ngon luôn. Có đồng hồ để bàn anh, đồng hồ treo tường, không có đồng hồ treo tường, không có đồng hồ để bàn. Đây em có mấy con đồng hồ để bàn ha, bảy có mang qua chưa. Rồi đây em có và còn vài cái con để bàn anh ha, này dục xuống đó luôn, thanh lý rẻ luôn cái đó thì cho anh em xài ta. Rồi đây em còn vài con man ha, vài con Citizen ở này Seiko, đồng này là đồng hồ để bàn nha ha, đồng hồ để bàn. Cái vỏ này là bằng gỗ luôn man ha, gỗ mà nó có gỗ mà anh coi nó hơi nó nhìn nó ngộ lắm, nó cái này là nguyên cái cây man cắt ra ha, nguyên cái cây cắt ra mà người ta làm cái đồng hồ ha. Thì em có những con này, để lấy pin bỏ vô, pin trong hộp tủ. Con này có pin chưa? Con này đang chạy ha. Nó tất cả đều chạy hết đúng không? Chạy hết. Tất cả đều chạy hết nhưng mà ha, mấy con này đẹp không nè.
nhìn sáng sủa lắm, mặt là mặt giống như vàng lắm anh, bằng đồng ha, vàng đồng. Con này là của Citizen ha, sản xuất tại Nhật. Một con này cũng Citizen sản xuất tại Nhật, con này cũng Seiko ha, sản xuất tại Nhật luôn. Có tổng cộng là 3 con. Bán đồng giá 700 ha. Đồng giá 700 luôn anh. Thì bây giờ nè ha, cái đồng hồ này là đồng hồ số 1 nè. Đồng hồ Citizen số 1 nè. Nói chung là nhìn hoàn hảo lắm ha, không có bị chạy, không có bị sờn gì hết á anh. Rất là đẹp ha. Đó thì con này là chạy máy máy pin của Citizen. Một con số 1 nè. Rồi tiếp theo là con đó, con số 1 đúng không? Rồi tiếp theo con này là con số 2 nè. Số 2 thì cái thân cây gỗ nó nhìn nó hơi ngộ ngộ hơn. Nó ngộ ngộ hơn xíu. Cũng của Citizen sản xuất tại Nhật luôn. Citizen sản xuất tại Nhật luôn. Đây, nó cái thân nó như thế này. Con này con số 2 ha. Và con này là con Seiko. Con Seiko số 3. Đó. Thì tất cả đều là gỗ hết mà. Gỗ và họ gắn cái đồng hồ vô. Máy chạy bình thường nha. Máy chạy bình thường. Rồi anh em nào muốn lấy số 1 số 1 700, số 2 cũng 700 và số 3 cũng 700. Anh em muốn lấy con nào lấy. Đấy. Rồi có mấy cái đồng hồ treo tường nhỏ nhẹ nè, 350 ha. 200. Đồng giá 250 luôn ha. Ô sale mạnh thế. Rồi giảm giá luôn nữa nè. Citizen của Nhật nè. Rồi cái đồng hồ này đồng hồ số 4 nè. Đồng hồ này là đồng hồ treo tường anh. Nó có mặt kiến nhìn nó trong trong suốt ra tới làm sao luôn anh. Con này của Citizen nha. Đó, rồi 250 nè. Đồng hồ này đồng hồ số 4 nè. Rồi đồng hồ này đồng hồ số 5 nè. Cái gì mà 1857 nè. Gen von này giống như tiếng Pháp không anh. Giống như tiếng Pháp ha. Chạy hoàn hảo luôn không Đức. Rồi chạy hoàn hảo luôn. Con này nhiêu? 250 luôn. Rồi sale mạnh luôn. 250 là đồng hồ số 5 cũng 250 luôn. Đó thì anh em thích con đồng hồ nào thì cứ nhắn tin con đó ha. Số 1 nè, số 1, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè và số 5 ha. Đó, đủ các loại đồng hồ. Cái con này tính ra Đức xăng cũng rẻ mà. Đó, sale xăng ngoài bãi rẻ. Tại vì mua đôi lúc cũng mua mù á, mà về mà xui xui là chết thì cũng mệt mỏi lắm. Mà hên là sống. Rồi ok. Đó thì em có những cái đồng hồ này ha. Anh em nào lấy đồng hồ nào thì cứ nhắn tin cho em loại đó. Rồi em còn vài cuộn rulo ha của Kacher. Cái loại này cuốn ống bằng tay mấy anh chị ha, kia có cái mẫu sẵn kìa. Thì hàng là mới 100%, hàng mới 100% được sản xuất tại Italy. Con này sản xuất Ý hay là Romani gì anh quên mất rồi. Này nó này, bữa là sản xuất Italia, bữa nay nó đổi cái lô mới nó đổi nữa rồi hay sao á. Romani hay gì? Kiếm cái tem đây nè. Romani. Cái cuộn rulo này là rulo cuốn ống bằng tay man, quay tay và nó dài là 15m ha, dài 15m. Hôm bữa cái lô này, cái lô mà hàng đầu tiên em lấy là cái cuộn này là được sản xuất tại Italia luôn. Còn cái đợt này em nhập về là nó sản xuất Romania man ha, thay đổi xíu ha, về cái thị trường. Giống như là ví dụ như hàng từ Ý về mà nó hết ha, là sản xuất Ý hết stock á thì buộc người ta phải lấy cái nguồn hàng khác. Đó thì cái cuộn này là dài 15m ha, về chất liệu về tất cả các thứ thì cũng giống như nhau luôn anh. Có tay quay đầy đủ, có đồ của bát để máng lên tường luôn. Đó thì con này em đang bán là giá của nó là 950.000. 950.000 một cuộn nha, hàng mới 100% luôn anh. 950.000. Đó thì giao cho anh là mới 100% như thế này thì cuộn này em vẫn làm mẫu hoài lâu lâu cứ lấy làm mẫu cho mấy anh em. 950.000 một cuộn ha. Còn anh em nào thích quấn ống chi tốn tiền thì mua dây 5000m màu xanh đó, rồi về mình xài cũng ok nha. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. 950.000 cuộn nè. Rồi nó có một cái loại nữa dành cho anh em mà chuyên làm biến giống như em ha, làm biến vô đói luôn thì chúng ta chơi cái cuộn này. Đó, cái cuộn này cũng của Kacher nhưng mà nó tự thu. Đó, nói ví dụ như Đức kéo ra, cứ kéo ra tẹt ga luôn đó. Nó kéo ra tẹt ga rồi sau đó thả lại là nó sẽ tự ngừng. Đó rồi còn bây giờ mình xài xong rồi mình muốn cho nó tự động nó thu lại thì cần giật nhẹ cái là tự động nó thu về. Đây, đó nó thu nó cuộn về. Đó và cái này á là nó có một cái dây cái đầu ha, cái đầu này đó để anh em mình nối vô cái vòi Romine nè ha, vòi cái van nước nhà mình á, vòi Romine ha, nó có áp một xíu thì nó mạnh. Đó còn cái cuộn rulo này nó có cái bát ha, có cái bát này để anh em mình treo tường, mấy anh em mình muốn tháo cái này ra xuống cũng được luôn ha. Và cái này là mình có thể set up mà nó xoay qua xoay lại ở vị trí bao nhiêu độ set up được luôn. Và là cái cuộn rulo này là của Kacher ha,
hàng chính hãng của Kaicher luôn. Đó, dài là tổng cộng là 25 mét, anh quên rồi Đức à. Khoan, đây này cái thùng đây nè. Đây. Coi giùm anh cái thùng đó coi, nó dài 25 lít nữa. Ồ, 25 mét anh quên nữa rồi. À, 20 mét anh. 20 cộng 2 ha, 20. À, tức là nó 20 mét nè. Đó, 20 mét ha. Nó dài 20 mét. Đó thì có phụ kiện là gồm những cái này, rồi vòi xịt tưới cây nè ha, rồi cái bát để treo tường nè. À, rất là tiện lợi ha, xoay qua xoay lại 150 độ. Rất là ok. Thì hàng cũng mới 100% luôn các bạn, 3,5 triệu một cuộn nha. À, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. À, 3,5 triệu một cuộn ha. Rồi, ok. Bán gần gấp đôi kênh khác mà nói giá mềm rẻ là cái gì mà bán gấp đôi ta anh Dung Phạm? Ví dụ như cái gì mà em bán gấp đôi ta? Loại này máy nén được không? À, cái rulo đó không chỉ xài cho nước thôi anh, không có xài cho máy nén. Ví dụ như món nào em đang bán gấp đôi kênh khác mà nói bán rẻ, ví dụ anh Dung Phạm, ví dụ món hàng gì anh? Nãy giờ em không biết, em không có coi comment. Ví dụ như những cái đồng hồ em bán, hay là những cái đồ chính hãng, hay là ca có quai này em bán mắc là cái gì ta? Anh Dung Phạm còn coi kênh không anh ơi? Đấy. Cái gì em bán mắc nào comment lên giúp em để em biết, mà em còn coi cái nguồn hàng mình lấy nó bị cao hay là như thế nào, đúng không? Ví dụ mình lấy bị cao mình bán mắc gấp đôi người ta thì mình cũng nên xem lại về cái nguồn hàng mình đang bán cho anh em, chứ để không là bán mắc quá là người ta đâu có mua. Đó, rồi ví dụ giùm em coi, ổ khóa bao nhiêu vậy anh? Ổ khóa nào ta? Ổ khóa Hàn Quốc à? Đây à, ổ khóa này Westset ha. Ổ này là ổ rộng 70 anh, bữa em bán chỉ có 370 ngàn, cầm anh Đức nè, 370 ngàn anh. Bữa nay em tắt đèn ở ngay đèn của ngay khu này thành ra nhìn nó không có sáng sủa. À, để em tăng ánh sáng lên xíu. Đây, cái con cái ổ khóa này là của Swisset anh ha, 370 ngàn cái. 370 ngàn. Còn cái của final nhỏ. Khóa nhà, khóa cửa, lấy con cái ổ này đi anh ha. Ổ này bữa giờ em bán chạy nhất luôn. Và nó cứng cáp anh. Nó có phủ một cái lớp gì chống cắt nữa, cho nên là nó cũng cứng cáp. À, rồi lấy cái này đi anh ha, lấy cái này đi, ngon lành cành đào nè hả. Ổ Wisset nè. Ổ khóa chống cắt thì em, cái loại mà nó có cái gọng kia thì em không có anh. Rồi đẩy cái ghế này xích ra cho mấy anh em xem, mèo hay nhảy lên quá, cái con mèo này. Rồi ok, được rồi, đó vậy đó, sáng sủa đẹp rồi anh Dung Phan ơi. Anh Dung Phạm ơi, em bán cái gì mắc ra comment lên giúp em. Chờ anh nãy giờ mà anh vô cái anh comment có mỗi cái thế không mà, mà gửi có nói là em bán mắc mà không nói là em bán cái món gì mắc. Phải nói là em bán cái gì mắc gấp đôi người ta. Ví dụ như bán gấp đôi kênh này kênh kia đó, như thế nào với mình phải nói lên cho anh em biết luôn. Thằng An Nguyễn nó bán mắc nhất, và có cái lý do gì mà nó bán mắc hay không, đúng không? Đâu ta? Rồi để chờ anh Dung Phạm vô comment cái, rồi sau đó để giờ em giới thiệu sơ cái ghế này cho mấy anh em. Hay là cái ghế này, sức Nga này, cũng ghế này nó to á. Ghế này to quá. Ngồi coi như là thấy cái ghế không thấy anh đâu luôn á. Nếu mà anh Bùi Con thì ok. Dạ ok anh Phong Nguyễn. Cái ổ khóa này là 370 ngàn anh, cứ nhắn tin vô Zalo đi, số điện thoại trên tiêu đề á, à, số điện thoại trên tiêu đề 0914466462, nhắn tin cho em địa chỉ rồi tên, nói ghi về ship cho anh cái ổ khóa 370 ngàn ha, gọng 70 nè, là em biết con ngay cái ổ này,
Cái này ở trên cái bộ này á, nó có phủ một cái lớp gì để chống cắt luôn anh, từ hãng họ công bố như thế. Dạ. Giống như em là thẳng thắn mà, em có sợ gì đâu. Mình bán cũng có những cái lô hàng nó cũng cao cũng mắc, và có những cái lô hàng nó rẻ, nó cũng tùy theo cái lô mấy anh, chứ không phải là lúc nào mà nó cũng mắc mà lúc nào nó cũng rẻ. Nó thực sự như vậy, hàng nó chất lượng thì có giá nó khác, còn hàng không chất lượng thì nó có giá khác đó. Và em thì tụi em cũng kỹ lắm, em với Đức đi bãi tối ngày cứ phải coi hàng hàng rồi tuyển lựa ra từng cái. Giống như hồi lúc trước em lấy cái lô thùng này á, hàng không lựa, ồ có những cái nó xấu ghê luôn ha. Còn đợt này là đi lựa ra từng cái mấy anh. Bình giữ nhiệt cũng vậy, em đi lựa ra từng cái cho mấy anh em đó. Mà ông bực, em bực nhất là mấy cái ông mà cứ đi vô nói là bán mắc hơn mấy cái kênh khác mà cái gì ta, mà ông không có giải thích là ví dụ như cái món hàng nào nó mắc hơn, hay là cái sản phẩm này bên kênh kia người ta cũng bán giá đó mà tại sao mày bán mắc hơn. Phải đưa ra được cái gì quên rồi, đưa ra cái dẫn chứng cái sản phẩm nào đó, còn vô cứ tào lao như thế. Khó mà bỏ qua. Dạ anh. Khó mà bỏ qua. Ok anh. Có đôi lúc có nhiều, có vài anh em muốn vô muốn comment cho em bán rẻ đi đó mà, nhưng mà bán rẻ đi là chỉ có chết. lỗ là chỉ có chết. Ok rồi, để em tiếp theo cái đo cái ghế này cho anh, mấy anh ra cho anh gì nãy mới hỏi em cái ghế. Dạ cậu ơi, thiệt mấy anh em ở trên YouTube mà mua coi hàng và mua hàng của em thực sự là rất là đông, những anh em khách hàng cũ là nhiều luôn đó, khách hàng cũ là nhiều và luôn ủng hộ em đó, chứ không khách hàng mới thì có vài, cũng có anh em là lâu lâu cũng là lại vô mua, nhưng mà rồi sau đó thì cũng mua rất là nhiều em nói thiệt, mua rất là nhiều, chứ không phải là từ trước tới giờ mà 3-4 năm nay mà em còn như thế này. Đó. Mấy anh em mà không ủng hộ thì chắc em cũng dẹp tiệm rồi. Mà cái vấn đề nó đơn giản thôi, là nếu mà em bán đồ dởm, đồ giả, hàng nhái, hàng không có chất lượng là mấy anh em cũng tẩy chay em mất rồi, chứ không còn ngồi đứng đây mà live stream 3-4 năm nay đâu, đúng không anh? Đâu còn đứng đây 3-4 năm nay. Có con chó luôn. Cái con chó nó đâu rồi? Nó chui đi đâu rồi mấy này. Rồi ok, giờ trở lại chuyên môn bán hàng tiếp. Ê quá mấy anh ơi, trời ơi, ấy thiệt luôn chứ không phải chơi. Rồi cái ghế này mấy anh, cái ghế này là hàng xuất khẩu đi Nga, xuất khẩu đi Nga, và ghế là khá là to mấy anh. Cái chiều cao của cái dạo lưng không là nó 75 cm, cái chiều đó là cái chiều ngang rồi, anh quên mất rồi. Cái này em làm vừa làm hàng mẫu mà vừa quay clip cho mấy anh em hoài đó, buộc phải ráp một cái nhiều 60 mấy anh ha, cái chiều dài, cái chiều ngang của cái phần niệm này là 60, còn cái ghế tổng thể từ dưới đất lên tới hết phần lưng luôn 1m25 mấy anh, nó to như thế đó. Thì cái ghế này nó là dạng giống như ghế nỉ ha, nỉ đây Brabic gì nè ha, hàng xuất khẩu đi Nga, trên đây người ta cũng toàn ghi tiếng Nga không à, để ở trên nó không focus, người ta ghi toàn là tiếng Nga không anh, đây nó như thế này ha, nó như thế này đó, người ta ghi tiếng Nga không à. Đó thì cái giá của cái ghế này là 1.950.000 ha. Đó, em đang bán là 1.950.000. Đó 1.950.000. Đó thì chân xoay đồ ha, rất là tuyệt vời ha. Con này là có thể nâng hạ và ngã lưng. Đó, ngã lưng rất là ok. Đó thì cái ghế này là ghế mà to nhất trong các cái dòng ghế mà em bán, 1.950.000, còn hàng mà xuất khẩu đi người ta bán ở bên nước ngoài á, thì đâu đó nó cũng tầm gần 4 triệu mấy anh ha. Mấy cái ghế đa số là bán đi nước ngoài cũng loanh quanh phải 4 triệu, không có nào rẻ hết. Đó. Rồi, 1.950.000 ha, thì bây giờ em sẽ bán cái này tiền ship cũng mặn mấy anh, cái thùng nó to quá. Thôi em cộng đại 50.000 đi, anh em ở mọi miền đất nước ở đâu cũng được ha, cộng thêm 50.000 và hỗ trợ giùm em chuyển khoản, em sẽ bao ship cái ghế này cho mấy anh ha, coi như là mấy anh chỉ có tới mất 2 triệu thôi. Nhận hàng kiểm tra, nhận hàng rồi mấy anh chỉ nhận hàng thôi ha, 2 triệu đồng
đó, em cộng đại khái là khoảng 50.000 thôi, còn cái số còn lại thì em sẽ tự bỏ tiền ra, à, em hỗ trợ cho mấy anh em cái phí ship, tại mùa này nó thực sự thì nó cũng ế lắm đó. Thì ok, cái ghế này em để cho mấy anh em là giá là 2 triệu tròn, chuyển khoản em bao ship luôn, số còn lại em lo đó. Đai an toàn còn anh, mà nó không có cái đai thì nó lại không có móc đó, đai an toàn em còn luôn. Lấy cho anh sợi quăng đây ha, qua bển lấy đi. Rồi em đi quay thêm một cái loại ghế nữa, cái ghế mà cái ghế da cho mấy anh ha, thì nó cũng là da BU thôi, nhưng mà nó rất là ok. Cái ghế này nó thì giống như hồi nãy em cũng mới vừa ship cho cái anh kia hai cái ha. Đây để em quay cái ghế da này ha, mở mình cái đèn đó ha. Thì cái ghế ghế này nó là BU anh ha, da BU mà nó rất là im anh ha, ghế này nhìn thì sang trọng lắm ha. Ghế này thì bây giờ em đẩy vô văn phòng luôn, sợ mấy ngoài mấy con mèo hay nhảy lên nó phá. Thì cái ghế này cái lưng của nó cũng cao là 75 cm anh ha, 75 cm, và cái chiều ngang này cũng là 60 cm, nó rất là to và lớn lắm ha. Và cái ghế này thì ngồi thì siêu im rồi ha, không có gì phải chê được ha, ngồi im lắm. Đây nó như thế này, đây rất là im nha, nó rất là im đó. Thì cái ghế này nó hơi mắc hơn, và cái này ghế này thì là xuất khẩu đi Mỹ ha, của thương hiệu Respace nè đó. Thì xuất khẩu đi Mỹ, cái chân của nó thì bằng nhựa, cũng bánh cao su, cũng có bánh xe đầy đủ giống như những cái khác ha. Cái này là bằng nhựa mà người ta sơn, người ta làm rất là đẹp mà ha. Cái ghế thì nhìn nó rất là sang trọng ha đó. Thì cái ghế này em đang bán là 2 triệu tư một cái ha. Thì bây giờ cái ghế này em cũng cộng vô 50.000 đi ha, anh em nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship cái ghế này luôn, coi như là 2 triệu tư 50, chuyển khoản bao ship luôn nha anh ha. Ghế này thì ngồi im lắm ha, ghế rất là im, và cái dạng da này thì ngồi nó sẽ mát hơn là cái dạng nỉ giống như hồi nãy ha. Thì cái tiền nào của nấy thôi, nó trên là tới gần 400.000 mà ha, thì tiền nào của nấy đó, tiền nào của nấy. Rồi ok, anh em nào lấy ghế này thì nhắn tin giúp em ha. Đó thì loại này thì về cũng hàng mới 100% nguyên thùng luôn, về anh em tự ráp lại ha. Đó rồi, tiếp theo là em giới thiệu tiếp cho mấy anh chị mình cái máy tạo độ ẩm nè ha. Em cũng còn vài cái nữa ha, bán sale mạnh luôn cho mấy anh em. Đó thì cái máy tạo độ ẩm á mấy anh chị ha, máy tạo độ ẩm là cái con Lacidon này, hôm vừa hàng nội địa Nhật nè, nó xài điện 220 luôn ha, em cũng đang xài con trong phòng. Đó đây, để em khoan, để em tắt lại. Đây để em kiểm tra cái nước cái có nước rồi, ok. Đây để em kiểm tra lại cái. Nghĩ này ra giùm mình. Dướng gì hả? Rồi ok. Đây để em nhắn này lại cái. Ok rồi. Cái này để nó gắn, cái này nó để nó chỉnh nè. Rồi ok. Rồi đây là cái máy tạo độ ẩm anh chị ha. Cái này đang số 1 nè, em chỉnh lên số lớn hơn cái nữa coi. 2 3 nè, đó, mạnh luôn. Đó thì cái máy tạo độ ẩm anh chị thì nếu mà phòng của mấy anh chị mà nó bị hanh khô quá ha, thì mình nên có một cái con này. Thì cái bình của nó là dung tích là 16 lít mấy anh chị ha, máy tạo độ ẩm 16 lít. Thì tùy theo mình sẽ set up cái độ ẩm của trong phòng của mình bao nhiêu. Đó ví dụ như ở trên đây nó có cho mình set up là cái độ ẩm luôn ha. Đó ví dụ như mình sẽ dựa đây là chức năng hẹn giờ nè. Set up cài đặt độ ẩm này là chế độ đi ngủ. Đây. Ví dụ như mình sẽ set up là 3 độ ẩm là 40% RH ha, hoặc là 40 45 50 hay là 60 hay gì đó, tùy theo cái độ ẩm mà mình cần set up ha. Đó, hoặc là mình sẽ up nhỏ nhất như thế nào đó là mình rồi. Với cái thứ hai nữa là ở đây nó có ba tốc độ ha, mạnh hay yếu ha,
ví dụ này là chạy tự động nè, này là chạy số 1 nè, số 2 ha, rồi này là số 3 đó, số 3 rồi. Ví dụ như là mình muốn hẹn giờ ha, bằng bao nhiêu phút nữa là mình đi ngủ thì mình bấm ở đây đó, này là nút nguồn đó, và nó có luôn cái remote điều khiển luôn mấy anh chị ha. Ví dụ em tắt đi đó, em tắt đó, tắt là nó sẽ không chạy, rồi giờ em bật lên đó là nó chạy. Cái con này á là hàng nội địa Nhật nha, và điện của nó là điện hay từ 100 cho tới 220 luôn, chạy auto luôn đó. Thì cái con này em đang bán là 1,1 triệu nè, bữa nay mấy anh em mình chuyển khoản em bao ship cái sản phẩm này luôn cho mấy anh em, và hàng là nó mới 100% ha, 1,1 triệu bao ship luôn ha. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Đây thì cái này, cái núm này mình có thể chỉnh ra được rất là nhiều nơi ha, chỉnh ra bên hông hoặc là chỉnh thẳng đi đâu đó cũng được ha, tùy theo mình. Rồi ok, 1,1 triệu bao ship luôn nha, chuyển khoản bao ship luôn anh. Thì tiền ship thì tùy theo anh em ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội ha, còn nếu đi Hà Nội thì ít nào cũng phải 80 tới 100 ngàn đó, cho nên là em bao ship luôn. Thì tính ra cái sản phẩm này chỉ còn khoảng tầm 1 triệu thôi anh ha, một con máy bù ẩm mà chạy điện 220, hàng nội địa Nhật luôn ha, xịn sò, có remote điều khiển luôn. Rồi ok, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Tại vì em cũng hay ngồi trong phòng, nhiều lúc cảm thấy nó khó chịu, về cái cảm thấy nó một thứ nó cứ khô khô, nó tại mình chạy máy lạnh mà, mình ấy phòng máy lạnh á, thành ra là mình có cái con này nó hay lắm. Tại vì em cũng có cả một con lọc không khí nữa, em có một con lọc không khí, nhưng mà cái bình nước của con lọc không khí á, nó quá nhỏ, nó không có đủ bù ẩm trong cái phòng, nó nhỏ lắm, nó cho nên là có cái con này là bù nhanh nhất và ngon nhất nè, đó bao ngon luôn, bù nhanh nhất luôn. Đó, rồi ok, anh em nào lấy thì ra 1,1 triệu em chuyển khoản bao ship luôn nha anh. Thang chữ A em còn anh, mấy đứa xe rêu bi em hết nè. Rồi tiếp theo anh, em còn một cái bộ cứu nạn cứu hộ, chắc em bán luôn cho mấy anh em nè ha. Tại vì sắp tới em nghe nói nó có về thêm một cái lô nữa, bữa em định chừa lại cái bộ này, nhưng mà chắc phải sẽ bán luôn cho mấy anh em, và giá bán giá tốt luôn cho mấy anh em đi ha, anh em là có nhu cầu ha. Thì đây là một cái bộ oxy game ha, bộ oxy game dùng để thoát nạn thoát hiểm khi mà có sự cố cháy hoặc là những cái vùng quá chất độc hại ha. Mấy anh em mình đeo mặt nạ vào và mấy anh em có thể đi trong cái làn khói được 150 phút nếu mà cái bình oxy này nó được nạp đầy ha. Thì cái con máy oxy này, bây giờ cái bình này nó đang còn oxy luôn anh ha. Thì cách sử dụng của bình này nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì phức tạp hết, và cái bộ này nó cũng còn rất là mới, đầy đủ phụ kiện luôn. Thì cái đây là cái mặt nạ của nó ha, mặt nạ chưa xài đó, thì mình sẽ đeo vô đây ha. Thì ở đây là nó có một cái bộ phận là nó lọc cái khí, cái khói độc ha, cái khói. Còn cái oxy mà khi mà nó được bơm vào á, từ tức là mình sẽ bơm vào cái này, thì hổm em có giới thiệu rồi ha, thì nó bơm vào trong cái buồng khí này ha, cái bầu cái phổi nè, mình hay thở cái là nó sẽ nhịp cái phổi này đó. Rồi cái đây là cái buồng ha, để nó đẩy oxy ra mặt nạ để mình thở đó. Thì cái bộ này là cái bình oxy này là nguyên zin từ bên Nhật về, là vẫn còn oxy luôn ha. Thì anh em nào lấy cái bộ này, bữa em bán là 4,000 đồng ha, em giảm giá thêm 500 ngàn ha, bán cái bộ này cho anh em là 3,5 triệu ha, 3,5 triệu bộ này ha. Thì bộ này là bộ rất là mới ha, rất là mới, tại vì em có thông tin là sắp tới có về nữa, nên là thôi bán luôn cho mấy anh em ha, về nữa rồi tính sau. Và cái bộ này nó đặc biệt lắm anh, ở đây nó có một cái bộ đàm nữa, bộ đàm đâu mất rồi. Bộ đàm tức là sao? Cái bộ đàm này tức là mình sẽ kết nối vô cái họng này nè, tức là anh em mình không cần gỡ mặt nạ ra, nói chuyện ở bên trong mà bên ngoài vẫn nghe ha. Đó cho nên là mấy anh chị mình tiện lợi lắm khi mà cái việc mà có sự cố cháy hoặc là những cái khói độc hại, mình đi vào cái luồng khói độc hại đó. Đó cho nên là anh em nào lấy thì em bán 3,5 triệu ha, 3,5 triệu. Đó, có nó này là nó nguyên hết luôn anh ha, là nguyên bộ luôn. Đó. Ok, 3,5 triệu. Rồi, lên bình giữ nhiệt ha. Ok, để em lên bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt em còn nhiều lắm anh ha. Rồi lên bình giữ nhiệt cho mấy anh em. Lên bình mới luôn. Mấy bình hôm bữa nước qua rồi, để qua sao, qua ấy lại sao. Bữa nay có cái lô bình bữa là nguyên một bao luôn anh ha. Để em lên cái bình nữa cho. À.
Yoshi ha anh. Dạ ok anh. Ê Đức, Bình Duy Nhật là lấy cân ra, lấy cân ra. Quốc đây. Ok, em lên tiếp bình giữ nhiệt cho mấy anh em nè. Thì cái này là đã rửa rồi mấy anh. Rửa rồi rồi phơi nắng nữa. Phơi nắng rồi, sơ rồi. Nói chung là không phải là rửa kỹ, mà nói chung là rửa cho nó sạch xíu. Chứ người ta bỏ trong cái bao tải mà mình lựa ra nó dơ lắm. Bữa nay, mấy bữa nay thì có cái chị mà giúp việc bên em á, hay chuyên lau dọn, quét dọn kho là nhờ chị rửa đó cho mấy anh em. Đó. Rồi bây giờ em vào chào anh Tố Nguyễn nha. Chào tất cả anh chị em với nàng. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Tư nha. Nói chung là hàng hóa thì có mắc có rẻ, thì tùy theo cái chất lượng hàng hóa và cái lô hàng em lấy, nói chung có nhiều cái lắm. Em thì em chỉ muốn bán rẻ cho mấy anh em và bán nhanh gọn lẹ, bán số lượng thôi mà, cho nó khỏe mấy anh. Chứ không ấy gì đâu. Thì chắc có anh Dung Phạm, chắc ảnh cũng chưa từng có khi ảnh cũng chưa từng mua hàng, và có khi ảnh cũng chưa từng biết em. Rồi anh vô anh coi lọt sọt, anh vô anh coi rồi anh comment như thế thôi. Dạ chứ bệnh chuyện bình thường ha, chuyện bình thường. Ồ, bán luôn ba cái đi, bốn cái luôn, nguyên cặp vô bốn cái luôn. Bán bốn cái luôn. Cái này lòn hòn thì cũng cũng luôn, còn bán rẻ luôn. Rồi vô set đầu tiên đi. 350 ha. Đó, em bán bốn cái nè. Đó, bán bốn cái. Cho cái camera vô siêu luôn nha, nó mới đưa lấy ra. Đây em lên cái combo này bốn cái cho mấy anh em mà bán 350 luôn. Một cái bình cắp tinh xì tắc nè ha, có một cái thương hiệu là chuyên về đi cắm pin cắm trại nè ha. Một cái nè ha, bình này là nó có quai luôn nha, có quai để sách được nè ha. Bình này để không biết là nhiêu lít đây, chắc cũng gần lít luôn anh. Một cái nè đó, một cái nè, rồi một cái bình inox ha, có nắp luôn, có một keo luôn ha. Cái set là số 1 là 350 rẻ mày đứt. Rồi cái set này là cái này là của bình gì đây, 520 ml cũng có nắp luôn ha, này chắc ủ cháo được nè. Rồi thêm một cái ca nữa anh, ca này là của Uni Quốc Loi này, chắc hàng quà tặng của Uni nè ha, có nắp nguồn xịn sò luôn. Rồi ok, bốn cái đầu tiên set số 1 350 ngàn, bao rẻ luôn nha. Rồi lên set số 1 350 ngàn, chuyển khoản bình 12V bao ship. Ô bình 12V em không bao ship được anh. Bình 12 đó em bán sát giá luôn, cận giá lắm. Dạ không bao ship được. 350 ngàn. Rồi 350 ngàn set số 1 là 4 cái nè, 1 2 3 4 ha. 350 ngàn, nhắn tin liền nha, bảm bảo coi sẽ có anh chốt lại. Cái set này mà ế nữa là không biết có set nào mà bán được luôn mà. Rồi ly này là có nắp luôn, lắp có ron luôn, bây giờ hai lớp luôn. Sáng ngồi làm một ly cà phê nóng là đảm bảo với mấy anh là cái ly này hết bài luôn nè. Rồi ok, set đầu tiên nè ha, set số 1 lên bình ắc quy ha. Rồi kêu Lộc lên đem cái bình ắc quy ra sẵn để đây luôn. Rồi ok, lên tiếp bình cho mấy anh em ha. Em lên tiếp bình đây. Bình có cái bình cơm nè, cái ấy cơm nè, mấy chị cũng rửa rồi. Cái này thiếu đôi đũa rồi, chắc về mà mình chơi cái đũa cây gì khác lên quá. Để em kêu Đức kiểm tra coi ở trong đủ đồ không, cái lên cái bình cơm này mà âm cái gọi là cái giữ nhiệt cơm á. Cái này hơi bị mớp. Cái này em nhớ rồi, cái này bữa anh kêu em lấy luôn rồi phải không? Cái khay cơm bị mớp nè. Rồi, lên cái khay cơm bị mớp này xíu đi. Rồi, cái do giá luôn. Rồi 300 ngàn, bây giờ 300 ngàn mà nó bị thiếu, nó bị thiếu đôi đũa nè, với càng cái nó mớp ở đây chỗ này mà ha. Bên trong là đủ đồ hết, cái tất cả các hộp luôn nha ha, bên trong là đủ đồ hết ha, đủ đồ hết nè, một ha, nó mấy cái này là đủ hết luôn, không thiếu gì ha. Này mấy chị rửa mà phơi quên đổ nước bên trong ra nè. 350 ngàn, đây là chiên ấy cơm nè. Rồi cái này em để cho mấy anh em mình giá là 250 ngàn thôi, tại vì nè mấy anh chị có mớp ở đây này nha ha, với lại thiếu cái đôi đũa, 250 ngàn thôi, nhưng mà sẽ giữ nhiệt rất là tốt. Để em coi nó hiệu gì đây, cái này nó hiệu hiệu Big Cock mà không biết, cái hiệu lạ quá. Big Cock nó đổ ngoài cái đó, nước nhiều quá, hiệu Big Cock mà. Rồi ok, rồi tiếp theo một cái đó là cái bình, đó là bình số 2 á, 250 ngàn bình số 2 ha.
bình bình số 2 của Yoriyoshi ha, Yoriyoshi sản xuất tại Nhật luôn, máy in da băng, mà cái này là nó phủ giống như có da anh ha. Cái này không, bữa có cái nào nó bị chày đâu quên rồi Đức. À cái này không khác nữa ha, cái này mình không có lấy, cái kia mình không có lấy, mình lấy cái này đây. Cái này là cái cũng cái hộp cơm này mà, rồi cho cái này, cái giá của cái này nó bự nha, cái này rất là to. Đó, rồi để gì Đức cho giá của cái đó, rồi đẩy cái bình ắc quy qua giùm anh. Đây bình ắc quy đây anh, bình ắc quy đó, thì bình ắc quy này là 12 ampe, ở 12 v 7 ampe, 5 bộ ha, 5 bộ bớt cho ảnh 850 rồi, 5 bộ không bao ship được. Ok rồi, đó bình ắc quy nè anh, 12 v 7 ampe, nó hàng sản xuất tại Nhật, máy in da băng, mới tinh tình tinh, nó ngon lành gần đầu lắm đó. Rồi ok, nó bình ắc quy này là 270.000 cái anh, nó nãy giờ anh em chốt rất là nhiều, em nói thiệt tôi tùy cái lô hàng đó mà em cảm thấy đẹp em mới chơi không phải chơi. Rồi cái đó bao nhiêu Đức ơi? 420.000 Yoriyoshi ha, của sản xuất tại Nhật. Nhưng mà cái này nó to lắm, to bùng luôn. Ây da, nó còn để, nó có đôi đũa đồ đầy đủ luôn nha. Ha, này là đầy đủ đồ, là khay đựng đồ này đựng kia luôn. Đó là mấy cái hộp mà nhỏ nè, để đựng đồ ăn thức uống rồi đó. Ha. Rồi, ok. Cái này để cho mấy anh em mình giá là 420.000 Yoriyoshi sản xuất tại Nhật. Còn cái này là chỉnh chu. Cái này nó bằng nhựa ha, cũng có lớp cách nhiệt luôn. Nó có quay sách luôn. Đó về anh em mình rửa sim nữa là đẹp, 420.000. Đó bình này cái gì quên nè. Thay cơm. Thay cơm cũng đúng, nó gọi là cái hộp cơm. Hộp cơm. Rồi ok, hộp cơm. Rồi hộp cơm số mấy? Số 3. Số 3 420.000. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là cái này cũng hộp cơm luôn hay gì? Thơm hết, lên mấy hộp cơm hết đi. Về cho mấy anh em đi có đi. Rồi 300 đi thôi. Cái này thiếu cái hoài rồi, cũng ghê rồi. Rồi tiếp theo một cái hộp cơm nữa của Thơm hết nè. Ha, về Thơm hết thân bằng inox mà. Ha, đầy ở bên trong là đầy đủ hết mấy cái hộp, không thiếu cái nào hết đây. Đó, anh em mình lấy cơm rồi lấy đồ ăn thức uống ra, còn đây có mấy cái tổng cộng. Đây tổng cộng có hai khay mà. Có hai khay thôi. Hai khay. Rồi cái này cái nắp ha. Cái này nó bị thiếu một cái là cái gì quên rồi. Cái quay á, anh em về kiếm cái quay mà. Cái sợi dây dù á, làm cái đồ đeo nữa là đẹp lắm luôn ha. Thơm mốt nha, cái này là của Thơm mốt ha. 300.000. Rồi, Thơm mốt 300, số mấy? Số 4 mà. Cái này số 4 nha, hộp cơm này là số 4 300 nè. Máy nóng lạnh sửa xong chưa? Máy nóng lạnh nào? Cái con máy nóng lạnh của Cosmo anh. Lát nữa anh Phương Nguyễn nhắn tin Zalo coi em coi giữ sửa chưa ta. Hai nhắn Zalo. Rồi lên cơm tiếp đi. Cho lên hết mấy hộp cơm đi. Rồi 300 luôn. Rồi tiếp theo hộp cơm 300 nữa nè anh. Này nó không có hiệu luôn. Máy in da băng luôn mà không biết hiệu gì. Tại vì này nó ghi toàn là tiếng Nhật không à. Máy in da băng không biết hiệu gì. Có bốn cái luôn. Cái này bằng inox anh, dày ghê. Bởi vì này giữ nhiệt cơm rất là tốt ha. Bình này nó hơi nhìn nó hơi xấu một xíu, bán 280.000 đi Đức. Này bán cho anh em 280.000. Rồi có đôi đũa luôn anh, này có đôi đũa luôn nè. Em coi. Có đũa luôn, còn đũa luôn. Hư mấy anh em mình bỏ đũa cây vô, em khoái đũa cây ba quỷ đũa nhựa này không khoái. Rồi 280.000. Bên này đẹp nè, thêm một cái hộp cơm nữa nè của Yoriyoshi luôn anh. Yoriyoshi này Nhật không luôn anh, là Thái Lan anh ha. Yoriyoshi của Thái Lan nè, có đôi đũa nè, này 300 không. Rồi hộp cơm Yoriyoshi ha, còn tem mát đồ tờ lương hết nè, nó cũng có xài rồi ha. Có đôi đũa luôn, có đôi đũa. Rồi 300k hộp cơm số 6. Hộp cơm số 6 nè, 300k. Cơm số 6 300k. Rồi hết hộp cơm nè. Ok. Quá trời bình luôn.
hộp cơm số 6 300k. Còn mày có anh em chốt không ta? Mỗi lượt được có anh em chốt, không chơi quay ngồi, không thì đi quay món khác. Bình giữ nhiệt nè, này rẻ nè. Đây, giờ cho cái thermos này coi bao nhiêu tiền đây. 240 ngàn có bình trà bá luôn. Đẹp luôn anh, còn đẹp lắm luôn ha. Bình này chắc còn lít mấy á, để em coi lít mấy không ghi. 220 luôn đi ha, cái này 220 ngàn. Cái bình này vừa bằng inox luôn ha, bình giữ nhiệt ha. Để em coi bên trong nha. Ô, bên trong là mới ken rồi nè, ngon lành cành đào luôn nè. Nắp rồi xài bình thường luôn, vivu luôn. 220 ngàn nó bật cái này có khóa nha, kéo ra bấm là bật lên đó, còn hoàn hảo luôn nè, cao su còn ken luôn nè, khóa lại kịch rồi xong. Có bình nước 220 ngàn, bình số bình số 7 220 ngàn. Dạ ok anh, chốt cái nào cứ comment lên giúp em nha, để em biết là có anh em chốt chứ không hầu em nói nguyên lèo luôn, không anh em nào mua thì chết dở luôn á. Rồi bình nước vô Yuxi nữa nè, tôi như của này sắc Thái Lan nữa, à máy in Thái Lan anh. Bình nước vô Yuxi sản xuất Thái Lan ha, nắp đồ phụ kiện coi như là đầy đủ luôn, còn mới tinh luôn, trời ơi nào, còn cái nắp mới ken luôn anh, bên trong nè mới tinh luôn, thấy không? Đẹp ghê luôn đó, đi lựa vậy nè anh, mà đứng lựa ngoài nắng lựa gần 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng mấy đồng hồ mới ra được cái mớ này đó. Anh em mà chơi mắt nữa em cũng hết nói được luôn. Thôi đâu gì là mai mốt không dám đi lựa đi bán về nữa. Rồi cho cái bình giá của bình ngồi này người coi nhiêu. Rồi 280 ngàn cái bình này mà. Bình này là 1 lít 25. 1 lít 25 nè. Cái tay này là bằng cao su nè. Rồi bình số cái bình số mấy? Bình số 8 nè, Yuriduci ha. Bình số 8 nè, sản xuất Thái Lan. 280 ngàn anh, 280 ngàn nha. Đó, anh em nào lấy thì nhớ. Rồi thêm cái bình này là bình gì nữa đây? À, bình này vô hiệu luôn, không thấy hiệu luôn. Sao nó cũng giống giống cái bình này mà không biết đâu. Giống y chang luôn ghê. Không có hiệu. Bên trong cũng còn xịn sò ngon lành luôn à, không có bị rỉ, không có gì hết. Núng nhấn ngon lành luôn nè. Ha. Đã có thêm một cái chung nữa nè. Cái ca uống nước nè, còn mới đẹp lắm. Ha, bình này còn đẹp nè. Ha. Nắp là ngon lành luôn. Rồi khóa lại nè. Đó. Rồi tiếp theo bình này chơi giá luôn. Chắc bằng bình đó luôn quá. Đúng rồi, bằng luôn. Rồi bình số 9 280 ngàn. Bình số 9 280 ngàn ha. Dạ 280 ngàn bình số 9. Rồi lên dài cái bộ bình như cái bình thủy này luôn. Bình này bữa giờ bán siêu hot luôn anh. Quay nó bự. Ồ cái con bờ, cái bình này nó bị bể nghe này, ủng ghê. Em lựa em cũng không nhìn nè. Rồi bán rẻ luôn, rồi cho giá luôn Đức à. Con bình đó chắc còn 2 lít rưỡi. Bình giữ nhiệt 2 lít rưỡi. 390 ha. Bán 350 cho mấy anh em đi, nó bể. Cái bình này là 390 mà em để cho mấy anh em mình 350 ha. Nó bị bể ngay chỗ này mấy anh em. Bể xíu nghe này, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu ha, không ảnh hưởng gì mấy đâu. Để em cho mấy anh em coi bên trong. Cái ron, ron nó bị bung nhẹ. Này để em gắn cái ron lại cho nó lên. Bên trong nè mấy, đẹp luôn nha, trắng tinh luôn. Dày cui. Hiệu gì thì này không biết hiệu gì đây. Rồi bình này bình số mấy đó cơ? Bình này là bình số 10 đó. Bình số 10 phải không? Rồi bình số 10 350 ha. 350k. 350k. Cái ron này nó gắn sao mày? Vậy à? Đúng rồi. Ok. Rồi bình số 10 350k anh mấy anh. Ha, em đảm bảo với mấy anh chị nó giữ nhiệt rất là tốt nha, rất là tốt ha. Mà 2,5 lít. 2,5 lít mà. Ha, bình này là mấy anh chị mình đi ruộng hay gì đó. Quất cái bình này ra ngoài ruộng là coi như là nước nóng hay là nước đá vậy, là uống tới chiều mới đi về là mới hết. Áo còn luôn anh, áo còn bao la ha. Em còn áo áo champion anh. Một bộ 190 ngàn nè. Này giống cái áo em đang bận nè. Đây Đức cầm quay cho mấy anh em coi. Ok.
Ở đây nè anh, áo em còn cái loại áo champion này nè đó. À, nó còn size XL với lại size M một vài bộ, với lại size nhỏ đó, với lại size XS dành cho mấy bé mà khoảng học lớp 7, lớp 8 là size XS là còn luôn. Là em bán một bộ nó gồm một cái áo này với là một cái quần sọt mặc rất là mát anh. Giá em đang bán là 190.000, mới 100% luôn, hàng của Champion, hàng xuất khẩu đi Nhật luôn, mới 100% luôn anh. Bữa giờ cũng bận quá, ít có quay mấy cái quần áo á, để lên ngạnh siêu cái em dợt mấy quần áo lại cho mấy anh em ha. Hàng này thì hàng Việt Nam, Made in Việt Nam và xuất khẩu đi Nhật ha, và dư thanh lý đó. Rồi ok, rồi lên bình tiếp các ơi, lên bình tiếp cho mấy anh em này, cho nó hết cái mấy cái bình này cái cài à. Rồi hỏi ở trong coi mấy anh em chốt nhiều không. Rồi tiếp theo bình thơm mốt xịn sò con bò luôn. Bình này là nó cái khóa nó dạng này đây. Ồ đã lắm này mấy nè. Hỏi mấy anh em có chốt, hỏi lượng coi anh em chốt bình thường không, chứ để không là đi quay cái khác cho mấy anh em, chứ không mấy anh em đi ngủ hết. Khoan bàn anh, khoan bàn em hết rồi, hết khoan bàn à. Anh em có kết cái bình nào thì cứ nhắn tin cái bình đó nha. Em bóc ra rồi em ấy cho mình em. Đây, nó thêm một cái bình thermos nữa nè. Bình thermos nè. Bình này là 1 lít 25. Bình lít 25. Có chốt không? Rồi ok, vậy lên cho hết luôn đi. Chứ để bên trong còn đẹp keng luôn anh nè. Cái nắp mới tinh. Cái này nó vận chuyển nó bỏ bao tải mà, nên là về nó chày vậy thôi, chứ thật ra cái đầu mấy cái này nó còn đã lắm. Mấy cái bình này em nói thiệt với anh là mấy anh là nó giữ nước đá là vô đói luôn. Chơi một bình một là mình đi làm ngoài trời là không có cái tay sách mà có silicon nữa nè, sách đi là hết sảy. Rồi cho giá bình này luôn Đức ơi. Bên này là 300, bán 280 luôn đi, chơi luôn cho rẻ đi cho nó nhanh luôn. Rồi hai bình số 11 nè, 280.000 nè đó. Mình có tủ đồ nghề loại nhỏ không shop có anh ơi, nhỏ nhất là 76 anh, giá khoảng 6 triệu mấy nha. Nhắn tin em đi đó, rẻ lắm ha. Nhắn tin em Zalo đi, nhắn Zalo mấy bạn chụp hình gửi anh coi, mấy bạn chụp hình gửi cho anh coi mấy cái tủ đồ nghề đây. Rồi 280.000 bình số 11, 280k. Rồi tiếp theo mấy cái bình rốt nè, bình này nó đẹp ghê mà hơi chày uổng mà. Đó, bình của thermos nè, hơi chày do vận chuyển nè, hơi chày cũng ghê rồi. Rồi bình rốt ha, bình rốt số 10 đây, nó hoàn hảo luôn nha. Đó, cái này là cái nấm rốt đồ công, nói chung là mọi thứ ron đồ là ok hết luôn á. Cái chai này có nước, nói chung là bên trong là đẹp luôn á ha. Cái chị rửa, chị quên đổ nước ra hết. Đó. Rồi đây bình rót ha, bình rót của thermos nha, hơi bị chảy xíu, rót giữ nhiệt, mấy anh em mình chứa nước nóng hay gì để cha phâm chăm già đó, chăm già là rất ok, cho giá luôn giùm anh, cho anh giá cái bình rót đó, lên mấy cái bình rót đi, 180 luôn, bán 180.000, rồi 180.000 một cái bình rót này anh em ha. Xài hoàn hảo luôn ha. Về mấy anh em mình có đựng nước nóng, đựng nước lạnh gì đó để rót, 1 lít 25 ha, 180.000, 170 luôn, chạy quá, 170.000 đi mày ha, nó hơi chạy nhiều, 170 luôn đi đó, bình rót ha, 170.000. Số mấy vậy? Số 12. Bình rót số 12 ha, 170.000. Rồi lên tiếp cái bình Tiger ha, bình rót Tiger ha, bình rót Tiger, rồi cho giá luôn ha, bình rót Tiger. Ủa sao cái bình này mốt nhiều mà mình không thấy mày? Đấy nè mày. Em với Đức đi lựa mà cuối cùng trúng một cái bình nó mốt vô đó luôn nè. Mốt bà của nội ơi luôn. Này sale rẻ luôn cho mấy anh em. Trời ơi, em hai thằng bươi lựa sao trúng cái bình mốt hỏi ơi luôn. Mốt như cái nát gáo luôn. Rồi số 13
Rồi số bình rót Tiger số 13 à, nhiêu? 210.000 à, 200k chẳng em ơi à, bình số 13 200k à, bình rót số 13 200k à, bình này có gì nè? Tiger Sahara made in China. Sahara nhìn lạ quá ha, cái nắp nhìn lạ quá à, bình này cũng là giữ nhiệt nè, có cái nắp nó hơi nhỏ nhỏ, cái này à, này dặn này ra được anh à, để em coi bên trong coi mọi thứ ngon lành không à, cũng ok hết nè, đẹp à, cho giá luôn, bình này bán rẻ luôn đi. Cái nắp tu nó nhìn cái miệng nó gì kỳ lạ lạ, nhìn nó hơi cổ rồi, 190 đi à. Bình số 14 190k. Rồi tiếp theo một cái bình Yogi Rusi à, Yogi Rusi sản xuất Thái Lan, 1 lít 25 nè ha, của Kun Sibok vậy nè. Bình này bữa giờ mấy anh em hầu như mua hết ha, bấm chỉ cần bật cái khóa này ra, bấm cái là nó sẽ bật lên đó, ngon lành. Đây để coi bên trong luôn cho mấy anh em. Còn cái bình ở bên trong của nó không phải bằng inox mà nó dạng bằng ồ nó phủ men mày con, nó phủ men không, nó ngộ lắm. Ừ đúng rồi, bình phủ men mà bên trong nó phủ men mà à, giống như trắng men vậy đó. Bình này nó giống như bên trong nó trắng men vậy đó, hay là lớp một cái lớp giống như chống dính hay trắng men gì nè à, không biết luôn. Nó không phải là bằng inox mà nó có một cái lớp gì đó lạ. Rồi cái bình này à, cho giá luôn đúng rồi, trăm tám mươi ngàn hả? Ồ rẻ thế. Đây 180.000 hoàn hảo luôn nha mình ha, hoàn hảo luôn 180.000 ha à, hơi bình số 15 anh ha, 180.000 à, anh em nào lấy thì nhắn tin với em. Rồi tiếp theo cái bình số 16 có cũng của Yogi Rusi luôn mà có cái túi luôn à, hơi bị dơ về cái bên ngoài nè, bây giờ chắc do dính đất đó mà à, chị cái này là chắc chưa có rửa nè ha, chưa rửa nó dính đất nè mình ha, dính đất chưa rửa luôn. Bình này màu hồng đẹp luôn anh ha, đẹp lắm. Đổ chuối không coi bên trong cái đây rồi à, cái bình này nó cũng giống như cái bình kia luôn anh, nó không phải là bằng inox ha, mà nó chán một cái lớp giống như men vậy đó ha. Rồi cái bình này có cái túi thì bán 190 đi ha, 190.000 nó có túi có gì đeo luôn ha, hai cái coi như là hai cái này là một cặp luôn nữa mình, hai cái này là một cặp luôn nè. Đó, hai cái này là giống nhau đó, hai cái này là một cặp luôn á. Anh em nào lấy cái cho chồng gái cho vợ thì rất là ok, nhưng mà cái này là về phải rửa lại anh ha, nó dính đất thôi, dính đất dơ này chắc chị rửa chị không coi kỹ nè. Rồi ok à, chiều trăm mấy quên rồi, 180.000 cái ha, còn cái màu hồng là 190 nữa không anh, hay là ngưng vô quay khác nữa nha. À, bữa nay chạy tẹt ga rồi, hết nóng hết rớt à, hình ảnh đẹp đẽ luôn, nó full HD luôn. Giờ cái quả để lại đi từ từ à. Nghiên cứu vào cái ngầm kia có khi để mình hài luôn cũng được. Hai cái rồi tiếp không anh, tiếp bình nữa không, em lên bình tiếp nha, hay là thôi bình nữa không anh nè, em quay cho còn quá cho bình nhiều lắm. Đây là những cái bình mà em đi lựa anh, chứ em nói thiệt cái này mà ôm lô em bán em lười lắm, tại vì em biết cái tính của mấy anh em khách hàng mình là đa số là chơi đồ mà nó mới đẹp đẹp và chỉnh chu thôi. Để lấy cái dù mà có hình cây kiếm đây em với anh Đức á, săn được cái dù có hình cây kiếm đâu à, cái dù có hình cây kiếm này vui lắm à, bữa em có thấy cái clip ở bên Nhật có thằng kia nó đi lên tương, nó cầm cái dù đó nó bị công an bắt vô rồn à, bữa nay em ra ngoài bãi em cái dù hỏi Long để đâu rồi, sáng nè cái dù mà có hình cây kiếm mà. Em lấy cái dù hình cây kiếm cho mấy anh em coi à.
em còn một cái đèn UFO nữa mình ha, UFO của Philips đó, rất là mới 100% luôn đó. Thì đây là cái đèn mà em còn em lắp ở em thay hết cho ở kho của em nè, thay hết luôn đó, đầu trên sớm dưới luôn đó. Thì cái đèn này là của Philips anh, mới 100% luôn đó. Cây này bữa em bán là 2.800.000 một cây đó. Em còn cây cuối này là anh nào chuyển khoản bao em bao ship luôn, bán 2.700.000 đi, chuyển khoản bao ship luôn cho anh đi. À, một cây cuối cùng nè đây nó, em có cây dù mà như cây kiếm luôn nè, ai siêu xịn sò luôn. Hôm bữa em thấy clip đi chơi ở bên Nhật, có cái thằng nó đi lân tơn bị công an bắt vô đây. Thì thực ra là anh đang cầm cái, tại vì cái cán này nó làm như cây kiếm vậy đó, nó bằng nhựa thôi, nhưng mà thực ra bên trong nó cây dù tuột cái bao luôn. Ai đồ đúng là cái bộ Nhật này cũng xàm ghê ha. Rồi đây nó, thì thực ra đây là cây dù của anh, bung ra giá nhiêu đồng rồi? 220.000. Đây quá, tại vì cái dù này nó rộng nó nhiều lắm anh, đây là rất là nhiều xương, nó cái rộng nó nhiều lắm, cho nên là gió mà có thổi nó cũng khó lật ha. Gió thổi cái này thì em nghĩ với cái mấy cái này chắc sản xuất thì vẫn là Trung Quốc thôi anh, chứ không phải sản xuất tại Nhật đâu. Mấy cái dù Captain Stuck là mấy cái hãng khác là cũng sản xuất tại Nhật rồi. Và dù này đường kính rất là lớn anh, đo luôn cái đường kính giùm anh cái đó. Ôi, vui thiệt. Mấy đồ đúng là đồ. Mấy ông Nhật này em nghĩ ra nhiều cái trò. Mấy cái này rộng nó nhiều lắm giùm anh. À, rất là nhiều rộng nha, cho nên là cái gió thổi nó rất là khó lật ha. Chỉ gió mà bự quá thì nó lật thì mình không nói rồi. À, chứ còn ngoài ra thì nó sẽ rất là khó lật. 1 mét mấy? 113 anh, 1m1 á ha, nó khoảng 1m1. Nhưng mà cái cán á, cái cán là nó làm như cây kiếm vậy đó, đây nè, đó, nó làm cái cán như cây kiếm vậy đó. Đó. Cho nên là mấy anh em mình ở Việt Nam đừng có mang ra ngoài đường. Mà mang thì chắc cũng không sao đâu, tại vì thực ra là cái này nó là cái cán bằng nhựa thôi. Ha, bán bằng nhựa thôi nha mấy anh. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin với em 220.000 cái à. Ha, thì anh em nào không mua thì em ra phải lấy về thêm. Nó nhìn cũng buồn cười. Ok. Hai trăm hai chục ngàn cái anh Chiến. Mới xài hình tố mình đâu còn hết đó cả. Chưa hả? Hết à? Còn không? Còn mấy con đó, con gì vậy? Mấy gì? Mấy xài hình tố. À rồi. Còn con mấy xài hình tố nè. Cái này nhỏ xíu xíu à. Bán nhiều giờ bán luôn cho mấy anh em. 300.000 nè anh, máy xe tố này hơi nhỏ nha. 250. Rồi, nhỏ 250 đi anh. Thôi. Cái này hàng là mới quy chưa xài luôn, nguyên hộp luôn. Nhìn cái hộp hơi cũ chứ này là mới chưa xài luôn. Có nguyên bộ phụ kiện luôn, đầy đủ luôn. À, mấy cái cốc đồ mấy cái đồ ấy đựng xin tố là xài, nhưng mà này nó điện 100V nha anh. 250 hả? 250.000 anh ha. Còn con cái nè. Mấy cái kia hình như xài thịt hay gì không? Rồi 250.000 anh. Nó xe sinh tố. Rồi hai con kia lôi ra luôn đi. Đây máy gì đây? Con này cũng xe sinh tố nè. À, giống như con kia phải không? Giờ bán đồng giá 250 hết đi. À, đồng giá 250 đi anh. À, con mấy dòng này nó hơi mini, nó nhỏ gọn lắm anh. À, nó đựng nó được khoảng 400ml à. À, lưỡi dao là mới tinh luôn, tất cả là mới hết ha. À, cái này là xay tỏi được nè. Ừ, à, nhỏ gọn xay tiêu gọi ớt thì chơi được nè. Ha, à, còn cái này là để xay sinh tố nè, 400ml nè. À, máy thì nó nhỏ gọn hơn ha, nhỏ gọn ha. À, cái này cái kia là cái số 1 đi, cái này là cái số 2 đi ha. Hai cái số 2 cũng là 250 ha, 250 rồi. Cái số 1 250, cái số 2 cũng 250. Rồi cái số 3 giống cái số 3 này cũng giống cái số 1 à. Đó, cũng là ná luôn. Tất cả đều là chưa xài mà, để em để bo kho nó hơi bụi. Rồi cái này cũng là giống như cái số 2 này. À, cũng 250 luôn mà. 250.000. Đó, máy sinh tố có mấy loại nhỏ đó. Rồi em có mấy con này nén khí điện 100V nè, 3 pha 200,
Pha 200 đang gắn biến tầng mấy anh chị ha. Em lấy mấy cái biến tầng về rồi, ngày mai mấy bạn kỹ thuật ha lên biến tầng luôn rồi test cho mấy anh em xem. Thì mấy con biến tầng này là hàng bãi Nhật mà Mitsubishi tháo tủ điện mình, mới trăm, phải nói là mới ken luôn à, không phải gọi là chăm được, cũng có xài qua rồi nhưng mà nó rất là mới, họ tháo tủ á anh chị. Thì cái những cái biến tầng này là sản xuất tại Nhật, nó vào điện điện 1 pha 220, ra là ra 3 pha 200 ha, xài cho mấy cái máy nén khí này. Em đang về lô nén khí này đó, thì em lấy nguyên một cái lô biến tầng này về để ráp vô máy nén khí cho mấy anh chị để về xài 220 luôn cho nó tiện á. Đó thì là mấy bạn ráp xong hết rồi, đây này là test là hơi hám rồi, tất cả mọi thứ hoàn hảo hết rồi, giờ chỉ có lắp biến tầng vô nữa là chạy thôi. Để em test biến tầng nữa là em sẽ báo giá từng con cho mấy anh chị nha. Thì anh em nào có nhu cầu máy nén khí hàng bãi Nhật ha, hai đầu một đầu, một hai ngựa ba ngựa hay thế nào đó, rồi cứ nhắn tin cho em ha. Con BB con này cực kỳ đẹp hơn không, quá trời. Nhưng mà cái con này thì cũng để gắn biến tầng luôn đi cho anh chạy. Tức là em sẽ để cái motor là zin ha, cái máy zin hoàn toàn, chỉ có đấu là đấu cái biến tầng giống như kiểu biến áp vậy đó. Đấu biến tầng vô để cho nó chạy thôi. Thì anh em mình cắm điện 220 luôn cho nó tiện lợi. Máy xây dinh tố hả? Dạ ok, anh Văn Chiến, cái dù nè anh, nó như vậy thôi. 220.000 cây. 220.000 anh nhắn tin cho em nha. Máy xay sinh tố quay kỹ ha. Quay kỹ phải bày ra anh. Không, nói chung là nhỏ gọn lắm anh, cũng ok lắm. Giờ dục trong rồi. Mới chưa xài. Đảm bảo anh là mới chưa xài. 250.000 con à. Đó. Nãy có anh nào hỏi em tủ dụng cụ đây nè, em có nhiều lắm, nhà em luôn có sẵn hết anh. Tủ dụng cụ CS bếp nè ha, hàng mới 100% ship cho mấy anh em là hàng mới nguyên thùng hết. Nó như thế này đây. Thì cái tủ này là tủ 132 nè anh ha, tủ 132 và tay mạ vàng luôn, rất là đẹp luôn. Thì đây là những cái tủ mà bên em bán rất là chạy ha, và hàng là chỉ có bên em có cái tủ tay mạ vàng này, nhìn mấy anh nhìn cái mạ vàng nè, nó rất là đẹp ha, nhìn nó mướt mát lắm. Đây là hàng từ của nhà máy họ làm luôn. Đây là cái một option mà em yêu cầu bên họ làm cho em cái tay mạ vàng, tại vì cái tủ này nó quá đẹp ha. Có những anh em, tại vì khách hàng của em đa số là có những anh em mà cũng đứng tuổi, rất là thích cái kiểu mà nó mạ vàng như thế này cho nó đẹp. Mà anh thấy nhìn cái tủ rất cân đối ha. Thì đây là cái tủ, chiều dài của nó là 132 và chiều ngang của nó là khoảng 42 cm ha. Chiều dài 132 và nó có 10 ngăn đó. Thì cái tủ này là hàng xuất khẩu đi Mỹ mấy anh chị, thì và khi qua thị trường Mỹ là nó mang tên là Husky ha. Và cái mặt ván này á là ván cao su ha, ván cao su đó, ván cao su dày 25 ly ha, và tất cả những cái học này là đều là xài ray đóng im hết đó, ray đóng im hết, và mấy anh chị mình đóng thật là mạnh vào và tự động nó chạy vô, không có lo mà nó bị đóng bành cái tủ, thành ra là cái tủ nó rất là đẳng cấp đó. Thì ở trên đây nó có một cái những cái tấm lót mấy anh chị ha, tấm lót bằng nhựa, cái này thì em chưa có bỏ ra, và có chìa khóa đầy đủ hết để anh em mình khi mà mấy anh em mình khóa một cái học này thì nó sẽ khóa hết tất cả học tủ lại ha, để đề phòng mất cắp này kia ha, rất là tiện lợi. Và bên hông này là nó có luôn cả ổ cắm nữa nè ha, có ổ cắm nha. Đây con này là có ổ cắm luôn, có cổng USB sạc luôn ha, tay nắm thép như thế này cứng cáp, bánh xe di chuyển tiện lợi, có khóa luôn, hai bánh không khóa và hai bánh chết, hai bánh sai có khóa. Rồi ok, thì giá của cái tủ này em đang bán rất là tốt nha. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho em, em sẽ cho mấy anh chị mình cái giá rất là ok. Rồi bên cạnh đó thì nó có thêm một cái cây tủ nữa, là cây tủ 76 cm, là cái tủ này 76 cm. Nó thì hai cái tủ này mà để gần nhau mà mấy anh xài hai cây nữa thì nó rất là đẹp ha, thì nó rất là hợp lý đây. Đó, đây là tủ tay mạ vàng. Đó thì cái tủ tủ bên đây là tủ 76 cm về chiều dài ha, thì chiều cao của nó hình như em nhớ nó là khoảng 90 mấy anh chị ha. Đó. Rồi cái tủ bên đây là tủ 76 và nó có số học của nó là 7 học mấy anh chị ha, tủ 76 7 học. Đó, tủ 76 7 học. Và cũng là ray đóng im luôn ha, mặt ván là 25 cm.
ray đóng im rất là tuyệt vời ha, tất cả các học tủ đó, để em kéo ra hết tất cả các học cho mấy anh chị xem đó, rất là tiện lợi ha, dành cho mấy anh em mình có thể bỏ được rất là nhiều dụng cụ đồ nghề đó, nó như thế này đây đó, đẹp lắm anh nè. Thì hàng bên em là luôn có sẵn hết, sẵn tại kho, anh em chỉ có alo là ship, alo là ship. Còn cái phí vận chuyển á, nếu mà anh em ở nội thành á, thì em hỗ trợ em bao ship, còn anh em ở tỉnh á thì em sẽ hỗ trợ ra chành xe, chành xe. Còn cái nào mà cái cước vận chuyển mà tùy theo của những cái dùng của mấy anh em ha, nếu mà em đi giao hàng tiết kiệm mà nó tiện lợi là em đi giao hàng tiết kiệm luôn, không cần ra chành. Tại vì cái tiền cước mà đi ra chành có khi nó cũng khá là cao, khá là cao. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua tủ dụng cụ đồ nghề của CSBS thì nhắn tin vô số điện thoại trên tiêu đề ha, 0914466462, thì em sẽ tư vấn cho anh tất cả các loại tủ của CSBS và hàng bên em luôn có sẵn ha, nguyên kho đó. Ngoài cái tủ đó, những cái tủ mà bán chạy nhất thì có những cái loại tủ thông dụng một học cũng có ở đây ha, rồi tủ bốn học ha, như thế này cũng có ở đây đó, tủ bốn học như thế này, và tất cả cũng là đều ray đóng im, và mỗi một cái loại tủ nó có một cái thiết kế và một cái đồ tiện lợi riêng ha, phù hợp cho mấy anh em mình sửa xe máy hay làm gara làm gì đó ha, mỗi một cái loại tủ nó có một cái đồ tiện lợi riêng. Rồi ok, rồi tiếp theo là mấy cái bộ đầu khẩu Fujiya mấy anh chị ha, bên em cũng còn khá là nhiều đây đó, bộ khẩu Fujiya giá của nó là chỉ có 695.000 một bộ khẩu Fujiya 20 chi tiết đầu 1/2, có cần lắc léo tự động luôn ha. À, đây nó như thế này đây, hàng là của Fujiya Nhật Bản, rất là xịn nha anh đó. Thì cái số khẩu của nó là từ 8 ly ha cho tới 32 ly ha, cần gặt tự động, có cần nối tê nối dài lầu lắc léo, anh em cái này anh em mình có thể bắn bằng súng bu lông cũng được luôn, súng bu lông pin á, đầu khẩu này xài súng bu lông pin cũng ok luôn. Thì giá em đang bán cho cái bộ khẩu này là chỉ có 695.000 anh ha, siêu rẻ luôn ha, hàng không có đâu mà có mà rẻ như thế luôn anh đó. Và máy xài sinh tố là nó xài điện 100V anh, máy xài sinh tố chạy điện 100V nha đó, xài điện 100V. Anh Văn Chiến nhắn tin vô Zalo em đi, anh Văn Chiến nhắn lấy cây dù thì nhắn tin Zalo tên địa chỉ rồi ghi rồi ship cho anh cái dù 220.000, số điện thoại kèm số điện thoại nha anh Chiến. Nhắn Zalo là dễ nhất á, chốt đơn cũng dễ, hoặc là nhắn Zalo, tại vì đôi lúc anh em cần hình ảnh thêm á thì em cũng có thể chụp hình ảnh thêm cho mấy anh em cũng được luôn đó, nhiều khi muốn coi lại cái hình cái sản phẩm đó coi nó chắc ăn hay không, cho nên là lúc sau này là em thường hay kêu mấy anh em mình cứ mọi thứ là cứ nhắn tin vô Zalo. Số điện thoại của em là nằm trên tiêu đề 0914466462. Còn khi mà anh em mà muốn chuyển khoản hay cái gì đó, khi mà anh em mà muốn chuyển khoản hay cái gì đó thì còn anh em nào muốn chuyển khoản hay gì đó thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện trước nha, để em gửi số tài khoản cho nó chính xác, chứ đề phòng bọn lừa đảo á, nó hay dùng những cái tạo một cái Zalo với cái tên của em hoặc là hình nền của em, rồi sau đó nó nhắn tin cho mấy anh em rồi nó lừa mấy anh em rồi này kia nữa thì mất công lắm, nó mấy anh em mất tiền ha, cho nên là mọi thứ mà chuyển khoản hay gì đó thì cứ nhắn tin cho bên em trước, hoặc là điện thoại rồi An ơi anh muốn chuyển khoản gì đó đó, rồi cái tên của em là Nguyễn Anh An ha, số tài khoản là em chỉ có một số thôi. Rồi ok, rồi bình sắp hết chưa, lên thêm bình không à, 6 tháng. Máy xay sinh tố nó dùng điện 110 anh, điện 110 anh, hàng Nhật mà,
hàng Nhật nó vậy á, nó điện 110 rẻ, nó có 250 à. À nãy có mấy cái đèn này em quên quay nè, cảm ơn. Có cái đèn nãy quay chưa ta? Quên rồi. Ê, mấy cái đèn này nãy quay chưa? Quên rồi. Quay rồi phải không? À rồi phải không? À 400 với 350. Thì không xài cái mình lấy đi coi xem gọi vô. Bao đẹp luôn á. Đây đóng con xe này cho nó lên đường luôn nha Đức. Coi chuyển khoản chưa? Bình nữa không mấy anh, em vô em quay bình tiếp coi. Thôi lần coi có anh em chốt nhiều không? Hết bình chưa? Quay tiếp không? Hay là để dành qua hôm sau? Búa này búa cao su em còn nhiều nha mấy anh chị, 293 cây nè. À, ba size luôn. À, quên vừa nãy sáng giờ quên quay lại cho mấy anh em hàng mới luôn, mới ken xà beng luôn. Đó ba cây búa mà. Đó thì ba cây búa cao su Buffalo của Nhật là đó. Cây này là nó về là nó đủ ba size luôn. Đó em bán lần ba cây 290.000. Về anh em mình có đi lót sàn giả gỗ ha, lót sàn gỗ gì có cái để mà đập ha. Hoặc là lót gạch mình để mình đập cũng được ha, búa cao su mà. À, 290.000 ba cây búa cao su. Bình số 15. Anh em chốt cái nào bình nào thì cứ nhắn tin vô Zalo đi mấy bạn, nhân viên em trả lời chốt cho anh ha. Bình rót nước đẹp á anh, bình rót nước, bình rót mà đẹp thì nó cũng không đẹp lắm. Tại vì qua sử dụng rồi, mình mua bình mới là đẹp nhất. Nó cứ dày dày nè anh. Bình rót mà đẹp. Nó cứ tèn tèn vậy nè. Nó bình này nè, bình rót nè. Nó cứ tèn tèn vậy nè anh. Có 180.000 nè. À, bình này cũng 185. À, nó như thế này. Ô, cô của anh à, gì? Nhận hàng giùm anh. Nhiêu tiền thôi nhận hàng giùm anh. Rồi, ok. À, cái chân máy bot nữa kìa. Trời ơi. Bây giờ anh em hỏi mà quên quay cái này. Rồi, em còn vài cái chân máy của bot mấy anh chị ha. Cái chân máy mình gắn máy ảnh, gắn này gắn kia thì bao tiện lợi luôn. Siêu ngon. À, thì chân máy ảnh có nhiều anh em hỏi hay mua thích hàng bãi, nhưng mà thực ra hàng bãi nó cũng què quặt lắm mấy anh à. Rồi máy bot này chân mới luôn ha, chơi mới ken luôn thì khỏi phải lo. À, thì cái chân máy này mấy anh chị mình có thể gắn cái đồ kẹp điện thoại, hoặc là gắn kẹp điện thoại, hoặc là gắn máy quay phim, hoặc là tia laser cân mực, nói chung là rất là đa năng ha. Mà đặc biệt là có nhiều anh em mà hay karaoke đó mà cầm cái điện thoại ô mỏi tay quá, bây giờ kiếm cái đồ kẹp điện thoại gắn lên đây. À, rồi sau đó để kế bên mình ngồi mình hát cho nó tiện lợi. À, rất là tiện lợi lắm, nó tiện lợi lắm, mua cái này.
Đó thì cái chân máy của Boss ha, là nó có cái phần cao su ở dưới đây ha, nó bè ra nó rất là cứng chắc ha, rất là cứng chắc luôn. Đó, rất là cứng chắc. Mấy anh em mình á là đi lỡ mà có tán ha là nó cũng sẽ khó ngã hơn là những cái loại chân mà nó không cứng chắc mình. À, thì cái này á, là cái nó có thể sổ ra dài ra. Rồi, sổ ra cho mấy anh em xem. Cái chân Boss này em bán 600.000 cái mà, 600.000 cái ha, rất là đa năng và tiện lợi. Đó, mình làm được cũng rất là nhiều công việc ha. Đó. Ok. Thay vì mua mấy cái chân livestream ngoài nhìn nó cù chuối ha, mua cái chân Boss em nói thiệt với anh, mấy anh khóa lại đi. Mấy anh khóa một cái là mình ship cứng nhắc rồi cứng khừ lại là mọi thứ là mấy anh lắc đi, bao lắc luôn. À, cứng lắm. Đó thì cái chân máy của Boss này á, là chủ yếu người ta bán á, được 220.000. Thôi sao luôn. À, chốt hết đi. Đó thì cái chân máy Boss này anh em nào lấy thì giá chỉ có 600 thôi nha. À, hàng mới 100% luôn. À, cái chân này người Boss người ta sản xuất ra là để phục vụ cho cái máy Tiraje. Cho nên người ta bán giá rất là mềm. Còn mấy anh chị mình bây giờ lấy cái chân này, mấy anh chị mình xài cho cái gì bên này em mới nói, xài cho dùng cho điện thoại để livestream hay là quay TikTok và làm này làm kia, thành ra là đó thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, rất giá cũng rất là hợp lý, 600.000 cái đó thì hàng nó mới 100% luôn á. Thì cái chân này thì họ không có bảo hành, họ không bảo hành đó, thì anh em về cứ test thoải mái đi ha, em bao cho mấy anh em cả tuần, không có sức càng mẻ rộng hay là tuột cái này tuột cái kia đâu. Đó, tại vì chân này là chân phụ kiện mà, Boss người ta không có bảo hành mấy cái này. Đó. Ok, đây có máy cho anh chưa? À, con đó xài được à? Chưa, con đó xài được à? À, ok. Gì rồi con nguyên liệu? Chỉ luôn à? Ok. Ok. Hồi chiều đi nhậu hả? Rồi, ok, tiếp theo. Cần gì nữa không anh? Em giới thiệu tiếp nha. Bình rót nước đẹp ha, để anh kiếm coi coi. Ok, cái lô ngoài ngoài có bình nào đẹp đẹp không? Kiếm cho anh Nghi Tony cái. Nó cũng tầm tầm, nó giống giống nhau anh. Nó không phải là nó đẹp. Đâu có, ờ đó, đây nè, lấy bình đỏ đỏ nè. Đây anh, mà nó cũng chày anh nè. Bình bích cóc này nó đẹp ghê nè. À, vô cái đó dòi à, thermos. Nó có mấy bình rót này anh, coi bình nào mà coi có. Ồ, cũng chày ha anh ơi. À, cái này không thể nào, tại vì nó bỏ vô cái bao tải thì anh cứ biết rồi đó, bỏ vô cái bao tải để cẩu hàng đóng công mà. À, thành ra là cái nào cũng chày hết á, ngay cả bình này bằng inox luôn mà cũng hơi chày sơ nè, thấy không, không thế nào cũng chày được anh. Rồi đại đi anh. À, để em coi nào đẹp nhất trong đây đi. Như em là em lại phái cái màu này bích cốt nè, màu đỏ như đỏ mận nè. Này chắc chừng 180-170 nè. Rồi báo đại luôn 170.000 cho anh đi. Ồ, bình đó đẹp nữa kìa. Ồ, bình này là cũng đẹp keng nè. Ồ, cũng cơ cũng chày anh nè. Không thể nào chày khỏi. À, bình rót 1 lít nè. À, sản xuất Nhật nè. À, bình rót sản xuất Nhật. À, nhưng mà cái loại rót này là anh phải nhấn nút. Ủa say ha. Khoan. Anh nút nhấn không được mà. Cái này hư nút rồi. Bình rót này hư nút rồi. Không, loại này không xài nút. À, chỉ để dây rót thôi hả? À, bình này giống như bình thủy vậy mày. Ô, bình này bình thủy luôn anh nè. À. Bình này là chứa nước là ấy trà là phơi luôn. Cho nên là nó không có có xài nút. Khoan. Sogu là gì? Shimaru là khóa. À, bình có túi hả? Bình có túi hồi nãy còn không? À, bình có túi là bình 190 anh, còn cái này nè không biết có chưa, chắc chưa chốt đâu. 190.000 vô UDC nè, mà bình này màu hồng anh. À, về là rửa sơ đó là bao đẹp à, bình này màu hồng vô UDC 190.000 nè.
lại 2 tiếng rưỡi luôn, không xi nhê gì hết. Pin mới có 50%. Máy trụ rồi đó. Trụ rồi đó. Chạy tẹt ga luôn, mát mẻ luôn. Này lại còn được thêm 4 tiếng nữa. Ồ 2 tiếng nữa. Cho xem bình màu hồng á anh. Dạ ok anh, xem bình màu hồng. Rồi để em lấy cái bình màu hồng cho. Ok. Rồi bình màu hồng đây. Cái bình màu hồng này á, lấy cái khăn nào mà nhúng nước cái anh, nhúng nước anh lau cho nó nhìn nữa. Cái bình này nó bị dơ anh. Cái chị nữ chỉ chưa có rửa. Chưa có rửa nè. Để em lau sơ cho nó sạch đẹp, lấy Yoyirusi sản xuất Thái Lan nè. Nó chỉ chưa có rửa. Cái này phải ngâm nước rồi chà sơ này nó, thấy chưa? Nó bị dính đất á. Đất mà kiểu như dính sình gì đâu á. Chỉ chưa có rửa, nó nên chà nhẹ là ra nữa nha. Tất cả đều ra hết. Tại này giống như dính sình, không phải dính keo nha. Nó cào 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 nhẹ ra nữa chưa. Đó. Thì cái bình này nãy em nói là nó có chỉ có 190 ngàn thôi, mà nó là có cả cái túi đeo luôn ha. Nó đỡ bị chày. Đó, khóa lên giày. Đó, dài lên giày, nó là xong. Đó, rồi anh có thể đeo thoải mái luôn. Cái điện thoại trên đây. Đó. Rồi 190 ngàn anh. Bình này nó đang là bình số 16 anh, 190 ngàn ha. Đó, bình số 16. Ok, một cái đỏ, một cái inox, lựa hai cái đẹp nhất là ok rồi, được anh. Coi bình, coi nắp nữa anh, nắp nó dày nè anh, trời ơi. Đó, cái này là anh Đức dán băng keo lên để ghi số nè. Đó, nó bình thường anh. Đây, về phải rửa anh ơi. Ha. Rồi, thì giá là 190 nè. Rồi anh ghi, tôi đi lấy một cái bình inox ha, một cái bình inox và một cái bình màu đỏ này ha. Bình inox để em rửa luôn coi, coi như thế nào nó chỉnh chu. Anh nghi Tony lấy hai cái này đi anh. Ha, ngon lành cành đào nhất rồi nè. Nếu mà này hồi nãy là 180 đúng không? 180. Rồi anh 360 hai cái đi anh. Hai cái này 360 nè. Anh nghi Tony nói ship cho anh cặp bình 360 là em biết cái đỏ với lại cái inox nè, 360 ngàn nha. Đó, 360 ngàn. Rồi. Cơm hơi Hitachi một ngựa. Cơm hơi Hitachi một ngựa, con đó tính anh 4 triệu đi anh. Ồ khoan, lộn. Con một đúng rồi, một ngựa chạy điện 3 pha 100 tính anh 4 triệu là nó một ngựa chạy 4,5 triệu anh. Con đó 4,5 triệu anh Hoàng Dương, 4,5 triệu mới được nha. Con Hitachi 4,5 triệu. Cái xô đựng nước màu đỏ có vai sách còn không? Còn chứ anh. Đây nè, cái cần hai cái luôn đây nè. Loại này đúng không? Phải cái loại này không? Đây phải cái loại này không? Đó, có thể cái loại này không? Đây còn hai cái luôn nè, cái lớn cái nhỏ nè. Nó thơ mốt luôn nè, tất cả đều là của thơ mốt hết. Đây ở bên trong nè, đây nó ngon lành sạch sẽ luôn anh ha. À, ron được cả thứ còn nguyên luôn. Ở trên giá của hai cái bình này kìa. Cái bình này nó giống như bình Việt Nam vậy đó, nhưng mà nó dày lắm anh à, nó không có giống cái bình Việt Nam đâu. Họ bán bình này 200 đi. Cái bình nhỏ của Thermos này bán 200k nè. Bình này là bình lên tới bình số mấy rồi? Ghi luôn số này cho đây hầu lộn. Số 17 nè, bình này bình số 17 200k nha. Đó, bình số 17 200k. Đó. Số 17 200k. Rồi cái bình số 18. Số 18 bình này là bán 250 đi ha Đức ha. Bán để cho anh 250 luôn nè, bằng nhựa đẹp lắm anh. Bình này
nó kiểu nó hơi là ná bình Việt Nam gì đó, nhưng mà nó dày lắm, bình của người ta nó dày cui à, và có nắp bật lên như này đó. Anh mở cái khóa này, cái đầu tiên mở khóa này bấm cái là nó sẽ bật ra đó, là để mình uống nước ha. Này mình tu cái miệng mình vô luôn, mình tu nước luôn ha. Này mình chứa vô này chắc cỡ chừng được 1, 2, 3, 4 cái cỡ 5 lon bia ha. 5 lon bia đó, đi thèm quá là tu luôn là được luôn, 5 lon bia đó. Thermos nha, thermos của thermos ngon lành luôn. Rồi cái bình này là 250 ha đó. Ok anh Dũng Lê, đấy bình lớn ha, 250 anh. Bình này là bình số số 18 anh ha, số 18 nè, 250 nè. Còn cái nữa nè đó, còn cái màu xanh nữa nè. Đây cái màu xanh, màu xanh này nó hơi bị chày chày xíu. Em đem bớt luôn cho, đem tháo cái nắp ra còn ngồi thứ ngon rồi. Ngon lành cành đào hết á ha, ngon lành cành đào hết á. Rồi cái bình này em bán cho, nãy cái bình kia là 200, cái bình này hơi chạy hơn, bán 170 đi, 170.000 đi ha, cũng của thermos luôn, 170.000. Bình số 19, 170.000. Bình này nước nóng ấy chà uống phơi mà biết nó còn cầm không. Rồi bình nữa, bình nữa cái em. Bình đây có túi là bình 17 cái này đẹp luôn rồi, cái này là 16. Ồ, này hàng trưng bày luôn nè, chỉ có cái hơi bị chày xíu rồi, vận chuyển về chày uổng ghê luôn. Để em coi bên trong cái bình này nha. Trời ơi nó mới tinh luôn anh, đẹp ghê luôn, đẹp ghê luôn anh. Đây có mới tinh luôn, nó quá trời đã luôn. Bình hàng trưng bày quá trời đẹp luôn anh, chày uổng ghê. Đây rồi, cho bình này chắc 300 ha, 300. Rồi bình này là của chắc giống như của thermos đó mà, giống như của thermos nhưng cái hiệu này lạ quá, pin metan ha, pin metan không biết là anh sản xuất cho anh nào. 1 lít 25 to đùng. Giá của cái bình này để cho anh em mình 300.000 nè. Đó bình này đẹp nè, tay sách ngon lành, không sách thì gấp xuống lại gọn ghê. Đó, muốn tu nước thì cái cần bấm về cái là nó này nhấn vô. Không có cái này á, cái nắp này á, cái nguyên lý của cái nắp này nó như vậy nè, kéo xuống vậy nó không có bật ra đâu, bật vô một cái nữa là nhấn vô là nó mới bật ra nha. Nắp cao su còn rất là đẹp nha. Rồi ok, bao nhiêu quên rồi, 300k. Bình là số mấy? Bình số 19 nha mấy, bình số 19 300k ha. Bình số 19 300k. Bình số 19 300k. Rồi, tiếp theo. Bình nữa không anh? Bình tiếp không? Máy bót vô, máy khoan, máy mài, máy cắt vô. GSB 550 nè. Cây khoan này là em sell quá trời rẻ luôn. Đó, một cây GSB 550 siêu rẻ. Đó, một cái máy khoan gia đình mà giá coi như là bao sập sàn luôn, chả ở đâu có giá này luôn. Thì cái này, cái bộ này nó có rất là nhiều mũi khoan nè, rồi búa nè, kiềm cắt đê rồi mà nói chung là đủ hết luôn. Công suất 550W nè, xài gia đình là rất là đủ để làm hết tất cả việc lặt vặt trong gia đình, khoan ngoài cắt bắn tôn đồ làm này kia. Đó, cái con này em đang bán với giá là chỉ có 1.200.000 đồng mà, 1.200.000 đồng. Anh nào chuyển khoản em bao ship luôn, 1.200.000 đồng chuyển khoản bao ship luôn, 1.200.000 đồng chuyển khoản bao ship luôn. Khoan GSB 550 boss chính hãng bảo hành 1 năm nha. Đảm bảo với mấy anh là không có đâu có đâu, siêu rẻ. Đấy. Rồi bình nữa không mấy anh, bình nữa không? Máy hút bụi cái Laguna. Nhà em có quá trời được các loại máy luôn. Đó, em trưng bày hổm nè. Máy cưa lòng vòng ha, chiều cao 1m8 nè. Otoro của Nhật, sản xuất Đài Loan. Hút bụi Laguna
hàng xuất khẩu Mỹ à, quá trời. Cái này em đứng hơi ngược sáng thành ra quay nó không đẹp, chứ quay thuận sáng là đẹp lắm. Mấy con máy này đó, hút bụi công nghiệp nè. Con này lúc sau này em sale còn có 5 triệu à, lúc trước em bán 5 triệu lúc sau còn 5 triệu. Rồi máy cưa lọng chỉ Begas nè. Máy tiện à, máy tiện. Đây, máy tiện Recon. Máy tiện gỗ nè, máy tiện gỗ Recon. Em cũng còn một con nè. Máy chạy hoàn hảo, ngon lành hết. Tất cả máy này làm setup là đã chạy rồi nha anh ha. Anh em nào muốn mua thì hoặc là muốn trải nghiệm thì ghé qua kho bên em ha, trải nghiệm có máy đầy đủ sẵn sàng. Đủ các thể loại hết. Được không? Ngon không? Mua cái mạch về nó là quất ha. Mà để coi cái giá mà khi mà cây đèn không có tấm năng lượng bao nhiêu tiền ha. Rồi, ok. Để lát có gì để test sơ đi, rồi có gì gắn bên đó anh coi thử ha. Bữa giờ em có nói với mấy anh chị là cái về test về cái đèn năng lượng mà khi mà mình xài một tấm năng lượng mà xài cho hai cái đèn của anh chị. Đó, bạn Dự đang mới lấy về một cái mạch timer. Cái mạch này chạy ngon lành cành đào luôn rồi ha. Bây giờ để em test thêm cái nữa. Nói chung là bên em thì rất là thích ra đồ mà em yêu khoa học ha, nói gì cũng em yêu khoa học hết. Thì một cái cách mà để tiết kiệm một phần chi phí, cái việc mà mình chỉ có mua cái đèn mà mình chỉ xài cho mua hai cái đèn mà xài một tấm năng lượng á, thì cái dự án này bữa giờ em có nói với mấy anh em á, đó thì đang làm, thì ngày hôm nay thì đã ok rồi nè ha. Qua một cái mạch timer hẹn giờ thôi, nó cũng khá đơn giản ha. Nói sơ cho anh em để mai mốt mình triển khai cái này. Trong một thời buổi kinh tế khó khăn đó mà mình tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm ha man. Đó đây, đó em nói sơ lại đây. Thì hiện tại đây là cái dây của cái tấm năng lượng em đang treo ở ngoài trời ha. Và mình câu vô một cái bộ phận cái mạch rồi timer ha, timer như thế này. Thì bây giờ ví dụ như là Dự đang set up là 15 phút là để sạc cho cái tấm năng lượng này. Thì sau khi hết 15 phút á thì nó sẽ timer nó sẽ đá qua, nó sạc cho cái đèn này. À, bây giờ là đang sạc cho đèn số 1, một cũng trên một cái tấm năng lượng. Rồi khi mà cái đèn số 1 mà nó đầy rồi á, thì nó sẽ đá rờ le nó đẩy qua nó sạc cho cái đèn số 2. Đó thì hiện tại cái đèn số 2 là nó đang chưa sạc nè. Đó thì bên em đang test, nếu mà mọi thứ mà nó ổn định mà ngon lắm em. Thì là mình xài mình giảm bớt được một tấm năng lượng. Và mình cái dây này á là nó có thể dẫn tối đa là 15 mét mà. Ha, cho từ tấm năng lượng từ cái đèn này qua cái đèn kia là 15 mét trong cái phạm vi đó ha, cho nên là mình sẽ cũng sẽ rất là hợp lý và tiện lắm ha, chứ không có gì phức tạp hết mà sẽ đỡ đi một phần chi phí thì nói chung cũng không nhiều thì cũng được một ít à, tại nghiên cứu chơi đấy. Nếu mà ok là mấy anh em mình muốn xài hai đèn một tấm năng lượng là có khi nó rẻ hơn được xíu nữa đó, rẻ hơn được vài trăm chẳng hạn. Rồi ok. Rồi, chắc anh em cũng hết rồi. Em ơi, chắc em xin tạm dừng like ha, đi đóng đơn phụ các anh em khác. Phụ các anh em khác cho xong coi. Móc rồi em soạn sẵn rồi man. Móc soạn sẵn rồi. Đây. Móc soạn sẵn cho mấy anh em nè. Cứ 10 cái là 10 cái là 120.000. 10 cái 120.000 man. Móc Nhật. Inox 201 có silicon. Cái này là áo gọi như là bao gió luôn, gió thổi phạch cũng không có rớt luôn ha. Gió thổi phạch cũng không có rớt luôn.
à, mấy cái bộ khẩu mà 3/8 ấy mà giá siêu sale luôn, 280.000. Nếu mà anh em nào mà xài gia đình mà không có cần cái dặn mấy cái đồ lớn á, thì cái bộ khẩu này giá siêu rẻ anh em anh ha, 280.000 nó một bộ. À, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Bộ khẩu đầu 3/8 có cần gặt tự động luôn. Anh em mà sửa xe đạp ha, sửa những ốc nhỏ, tháo mấy đồ nhỏ nhỏ, em nói thiệt với 280.000 này rẻ hơn hàng bãi luôn mình, rẻ hơn bãi Nhật luôn á. Ngoài này là của Fujiya nha, hàng xịn nha mình. Ha, 280.000 bộ 3/8 nè. À cái Eto anh, dạ ok, rồi em quay cái Eto. Eto thì có một cái em bán rồi. Ha, còn có vài cái thì em chưa bán. Đây, để em quay cái Eto cho anh coi cái nữa. À, cái con này là Nabiya, con này bán rồi nè. À, con này bán rồi, con này là chưa bán nè. Thì Eto á, là em chỉ làm Eto là những cái con mà ngàm nó còn kẹp còn sát anh, và hầu như là ngàm theo kiểu là chưa xài, kiểu chưa xài nó rất là đẹp ha. À, chỉ có một cái là tại vì hàng bãi người ta bỏ nên là nó sẽ bị ẩm rồi nó hơi xét xét thôi, chứ thực ra những cái Eto em làm nói thiệt với anh là nó rất là chất lượng nha. À, thì cái con này bình thường á là em bán một con là khoảng 4.500.000 anh. À, nhưng mà riêng cái con này em bán còn 4.000.000 ha, để về anh em mình có thể là mông má sơn phết hay là tút táp gì lại thêm ha, là tẩy đi cái lớp rỉ này sơ. Đó, thì cái con này em là ngàm 150 nha anh ha, Nabiya của Nhật nha, sản xuất tại Nhật. Thì những con Eto Nabiya này hàng mới đó 10+ triệu không à. À, con này là hàng bãi về, nhưng mà cái con này em nói thiệt với anh là ngàm nó sắc rê luôn ha, ngàm sắc và rất là đẹp nha, ngàm sắc lắm, đồ không có độ rơ lắc gì luôn. Đó, con này là chỉ bị bỏ bãi á mà nó bị ra tình trạng này. Còn cái con này là em bán 4.500.000 em bán rồi ha, con này là có xài nước rồi, con kia là như chưa xài luôn anh, con này là như chưa xài luôn, còn cái con này là có xài rồi, nó có xài rồi mà cái anh kia thì anh chọn cái con này ha, tại vì anh cái con này về chỉ có rửa ráy sơ là nó sạch ha, nên là anh lấy con này. Nó thì con này giờ em giảm giá luôn cho anh còn 4.000.000 á ha, anh có lấy thì lấy. Nó nặng là khoảng 30+ ký anh, 30+ ký. Rồi tiếp theo là em còn con ngàm 125 nữa nè, cũng của Nabiya luôn, cúc tròn luôn anh ha, khá là đẹp luôn. Đây Nabiya 125 cúc tròn luôn, con này em đang bán với giá là 3.000.000 ha. Con này thì có xài rồi, xài rồi thì giống như là nó sẽ bị những cái vết mà giống như người ta kẹp, người ta cưa, người ta cắt á. Còn cái này thì cái ngàm này nó hơi lỏng là do chưa siết hai ngóc ở đây anh ha, siết ốc lại là mọi thứ cũng sắc re đó. Thì những cái dòng Eto mà anh nhìn thấy như thế này là những con Eto rất là đẹp ha, hoàn hảo luôn đấy. Còn những cái Eto mà người ta sơn phết là thực ra có những con Eto nó đâu đã xuống cấp lắm rồi, người ta sơn phết lại có khi người ta sẽ độ luôn cả cái má này nữa, má kẹp này nè, người ta độ má khác. Thì những cái má khác đó là nó sẽ không đảm bảo về cái phần kẹp, cái độ khít, độ cứng chắc của má. À ha, đồ người ta má zin thì không, mình không nói, còn độ mà má lô đi phai xước xước là lăng nhám thì để vô mấy anh xài vài bữa anh kẹp riết là mốt lấy dấu hết hả. Rồi con này ngàm 125 ha, em bán là 3.000.000 đó, anh có lấy thì nhắn tin cho em tin địa chỉ rồi ship như thế nào đó đấy. Ok, còn con này thì bị hư rồi, con này là ô gron như nè mà nó bị gãy cốt rồi. Con này hỏi mấy anh tính về độ chơi nhưng mà cực quá, quá cực rồi đó. Thì em có giới thiệu sơ mà một hai con Eto còn lại ha, coi có hợp nhãn con nào thì anh Hải thấy nhắn tin cho em rồi bên em ship cho. Thôi vậy, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Eto thì chắc phải đặt cọc quá, tại vì nó quá nặng anh, Eto thì nặng quá. Rồi em đi vô trong đi vòng nữa ha, tôi còn gì nữa đây. Chân máy Boss 600k, máy phun thuốc ít tin, máy phun thuốc ít tin bữa anh bán 4.900.000 ha, giảm luôn 4.700.000 luôn, lấy bán luôn cho mấy anh em. Máy phun thuốc ít tin còn RR 5600 để cho anh em 4.700.000 luôn, mà bán 4.700.000 luôn.
máy lau kính nè, 1.990.000, chuyển khoản bao ship luôn, chơi luôn, chuyển khoản bao ship luôn, chuyển 1.990.000. Cưa xích Ryobi nè, 1.500.000 anh, cưa xích Ryobi 1.500.000 nè. Hàng là mới 100% luôn, công suất 1.200W ha. Xích Oregon xịn sò, lam là lam Latin luôn. Cưa xích Ryobi, con này sẽ chạy điện nha anh, nhỏ gọn mà khỏe lắm. Anh có thể cắt cưa là mọi thứ luôn, cây dừa là đốn được luôn ha, bao hàng luôn, bơm nhớt tự động luôn ha. Con này rất là ok, 1.500.000 mình bán siêu rẻ luôn, cưa xích điện 1.500.000 ha. Cái chân màn hình mà nâng hạ để gắn màn hình nâng hạ bên em cũng còn luôn anh ha, thì nó là cái con này nè, rất là ok nè, bữa giờ em bán cũng nhiều cho mấy anh em. Thì đây khi mà mấy cái chân màn hình di động á, khi mà mấy anh em ráp lại thì nó sẽ như thế này nè anh, ráp lại như thế này đó, thì nó có cái tay để cắm màn hình luôn ha. Và cái con này là nó có một cái remote điều khiển ha, lên xuống rất là tiện lợi luôn anh ha, có remote điều khiển lên xuống. Ở cái chân này em đang bán với giá là 2.900.000 đó. Thì cái chân này thực ra là nó chỉ gắn để gắn màn hình LCD từ 55 cho tới 85 inch anh ha, tải là 65 kg. Giá bên em đang bán là 2.900.000, hàng nó rất là đỉnh luôn, hai nặng 20 mấy kg luôn ha. Thì cái chân gì mà để màn hình di động này rất là tiện lợi nè. Thì ở trên cái chân này á là nó có một cái cổng HDMI. Nếu mà cái đầu máy DVD của mình để ở dưới á, mình cắm ở dưới, mình không có cần cắm lên trên gì, nó cái dây nó lằng nhằng á, mình cắm ở dưới thì ở trên đây nó có một cái đầu nối, và từ đây mình sẽ cắm qua màn hình, nó rất là tiện lợi ha. Và nó có luôn cả ổ cắm trên cái khung di động này luôn, cái thanh di động này, cho nên là khi mà mấy anh em mình có bấm lên xuống để hội họp á, tùy theo cái chiều cao của mỗi người á, rồi nhìn đứng thuyết trình hay là ngồi thuyết trình hay như thế nào đó ha. Thì cái chân màn hình di động này em bán 2.900.000 mà, hàng là mới 100% nguyên thùng luôn. Có cái thân này là đúc nè, thân này là đúc là hoàn toàn nè ha, đúc như bằng nhôm luôn vậy đó, antimon hay nhôm gì đó, đúc hoàn toàn luôn, chạy điện 220 từ 100 tới 220 luôn ha, điện từ 100 tới 22, bánh xe cao su luôn ha. Cái chân bánh là bằng cũng là đúc luôn ha. Thì cái chân màn hình di động này rất là tiện lợi mà ha, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. 2.900.000 mình. Máy nén khí 1HP 4.500.000 đây anh. Con đó chạy điện 100V. Máy nén khí mà nghe chạy nè, chạy ru. Máy đang chạy á mà chạy ru à. Con này là hai đầu anh. Con này hai đầu, con này là 2.2 quá. 2.2 phải không? Con này 2.2. Con này chạy có dầu. Nó chạy im ru. Xịt nhẹ hiu. Mấy bạn đang test. Đây, cái con này là 1HP nè. 38 lít, con này là 38 lít 1HP như mới luôn. Con này 4.500.000 ha. Một pha điện 100V, tức là mình cắm điện 100V vô là quốc thôi, công tắc on off. Con này chạy khoảng 3.100 giờ anh, con này mới chạy 3.100 giờ. Van xả đáy, đầu hơi ra, van an toàn, rồi rồ le, mọi thứ là hoàn hảo hết luôn. Con này là chưa vệ sinh, mấy là chỉ test thôi, chưa vệ sinh, chưa làm gì cả. 4.500.000 anh, nó test rồi đó ha, test rồi, chỉ có giờ ra lau chùi cho nó sạch sẽ nữa là bán hàng cho mấy anh em thôi. Rồi ok, anh em nào lấy loại nào thì nhắn tin em loại đó ha. Mới rất là đẹp luôn anh. Như con này thì nó bị đứt dây cu ro thôi ha, chứ rất là đẹp. Con này cũng không dầu, phù hợp cho anh em xài gia đình, chạy khô rồi, cái phun sơn này kia. Thế con nào mà chạy điện 3 pha là sắp tới là em sẽ gắn biến tầng hết nha, em lên điện hết mà. Còn anh em nào mà không muốn lấy zin á thì em sẽ tháo biến tầng ra và em ship cho mấy anh em là ship zin luôn. Mấy cái thang mà 2m3 em cũng còn nè anh. 890.000. 890.000 đây. Ok, chuyển khoản thì bao ship luôn đi. Bữa nay còn có
chị bán cho 890 chuyển khoản, tiền ship của cái hàng này là bữa giờ là khoảng 80.000 ha. À, đây đây thì cái này thang này là 2m3 nhưng mà ha, thang 2m3 à, cho cái kia nó xuống một xíu rồi mới kéo lên được đó. À, thì cái bậc cái thang này là chuyên dùng cho mấy cái liều cắm trại mà à, nhưng mà đa số anh em mình xài cho cái công năng khác cũng ok đó, làm gì cho cái thang của nhà trọ hay này kia rồi các thứ cũng được đó, thang nhà trọ rồi đó ha. À, và nó bằng nhôm luôn, rất là tiện lợi. Đây ok đó, ngon lành ha, khóa rồi tất cả thứ rất là đẹp. Nó thang từ Nhật về mà nó cao dưới 2m3 mấy anh, chứ thang này mà 3m8 là chắc nó đã dữ lắm ha. Rồi ok, 890.000 ha, chuyển khoản bao ship cho mấy anh em luôn ha. Bữa nay chuyển khoản bao ship cho mấy anh em luôn mấy cái thang này đi, mấy đồ bự bự nặng nặng mà bữa giờ mấy anh em ngán á. Rồi tiếp theo là mấy cái trái cầu chữa cháy nữa nè. À, sẵn bữa nay quay nhiều luôn đi, tại vì cái điện thoại bữa nay quay nó hết rớt rồi mà, ngon lành cành đào lắm. Rồi ok, để này qua bên đây. Rồi mấy cái trái cầu chữa cháy nè, bữa giờ em bán hàng của mấy phòng cháy chữa cháy bán hầu như sạch sẽ hết mà, giờ còn mỗi trái cầu à. Cái cầu này bữa nay em giảm luôn cho mấy anh em mình 790.000 luôn ha, đang bán 800 bán 790 luôn. Em bán hết cái này chắc bên em cũng nghỉ với bên Tomuken luôn mà, họ không có bỏ hàng cho mình bán. Rồi, có nhiều cái không hiểu nổi mấy anh à. Em bán 790 luôn đi, em còn 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 trái nè. Ở cái nhà phân phối ở Hồ Chí Minh không biết họ có vấn đề gì em cũng không biết nữa. Còn bây giờ em đang liên hệ với bên ngoài đầu Hà Nội. Ok, mà nhiều khi mất tiền ship từ ngoài đó vào mà người ta chịu bán hàng cho mình để em tiếp cận bán hàng cho mấy anh em kia. Okay. Thật ra lời cũng mỏng lắm mà họ có vẻ cũng hơi khinh thường. Em hỏi họ là chừng nào có hàng mấy cái bình chữa cháy 4kg lại, không trả lời. Không trả lời. Buồn cười lắm. Thôi kệ. Chắc hàng của họ đắt quá mà. Này cũng là chỉ là một cái thương hiệu Nhật thôi chứ không phải là hàng của Nhật. Cái cầu chữa cháy thôi, cái này để quay sau luôn đi. Rồi ô, còn sót đây cái ghế này, bỏ linh tinh lăng tan. Còn cái ghế này bữa bán 390 không, 550 một cái ha, thì 550 còn đây là 490, bán 490 đi. Còn cái ghế là lấy ra luôn cho mấy anh em. Rồi rồi còn cái ghế camping cuối cùng nè ha, sell luôn cho mấy anh em mình luôn, mới nguyên bọc luôn. Cái chanh miếng nước nữa rồi. Rồi sell luôn. Thôi bữa nay sẵn là mấy giờ rồi? 4 giờ luôn ha. Rồi lai tới luôn đi. Thang chữ A 2m, thang chữ A 2m thì có cây 4m4 anh. Có cây 4m4 thì nó sẽ ra là 2m2. Đó thang 4 đoạn á. Lấy cho thang 4 đoạn đó đi. Thang mà 4 đoạn hả? Hầu như là ngon hết anh. Rồi ok, để nó qua bên đi. Đây. Rồi đây em còn cái ghế của Sodenbox man ha, đi ghế cắm trại 490.000 ha, sale cho mấy anh em cái cuối cùng luôn. Cứ lâu lâu thấy nó còn sót man, mấy bạn hay show cho đem cho khách coi rồi cứ đem cất qua bên á. Rồi 490.000 ha. À, anh em mình đi có đi camping, đi cắm trại hay gì đó, ngồi nó cũng tiện lợi ha. Cái chỗ đó là để cái lon nước, rồi để lon nước vô đi rồi anh uống. À, bỏ lon nước vô thì khỏi lo bị lật luôn ha. À, mấy chai nước của anh. Rồi ok. À, thì giá của cái ghế này để 490.000 luôn, còn cái cuối cùng cho mấy anh em luôn. Rồi, bỏ vô luôn đi. Anh em nào lấy thì ship luôn. Bình 190 màu hồng bán rồi mà không? Bình màu hồng 190 bán rồi anh Phan Việt ơi, có anh nào lấy rồi? Bình 190 màu hồng bán rồi. Vợ em đi rước con rồi, em quất tiếp. like chừng nào mà anh em nghỉ thì thôi. Quất tiếp đi.
gì nào anh em nghỉ đi thôi. Lại tiếp thôi. Điện thoại bữa nay nó hết rớt rồi, bữa nay nó chạy tẹt ga luôn rồi. Ngon lành cành đào luôn. Em lên cái bộ tua vít, hồi tua vít bữa giờ anh em mua dữ lắm rồi. Có cái bộ tua vít vợt rồi cũng rẻ. Còn bộ quy lục giác của quy ra nè, hàng mới 100% luôn. Bộ quy lục giác quy ra nè, bộ này sale luôn. Bộ này bữa là giảm 900 mấy chục ngàn. Cái hộp đâu bán khỏi hộp luôn đi, bán rẻ cho mấy anh em luôn ha. 890 ngàn đi. Bữa bán 900 mấy em sale luôn, 890 ngàn bộ lục giác quy ra, sản xuất tại Cộng hòa Séc nè. Bộ này là sản xuất tại Cộng hòa Séc nè. Để cho mấy anh em mình giá 890 ngàn ha. Thì cái lục giác quy ra này là nó là cây từ cây 1.5 ly cho tới cây cây 10 ly. Một từ cây 1.5 ly cho tới cây 10 ly. Thì cái đầu là đầu có đầu bi luôn á. Đầu có bi luôn nha. Đầu có bi luôn, ngon lành cành đào luôn. Đầu có bi luôn. Đây đầu có bi luôn. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. 890 ngàn. Cái hộp nó nằm ở đâu mà thôi, sẽ có hộp nha. Cái hộp nằm đâu á, rồi 890 ngàn đi, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Cô còn có cái tem nè, cái hộp không biết nó làm để đâu. Lục giác quy ra thì ngoài lục giác quy ra em còn cả lục giác của Swift Tool nữa nè. Swift Tool này em còn ba bộ, Swift Tool. Thì anh em nào thích những cái bộ lục giác mà được sản xuất tại Thụy Sĩ á, là những cái bộ này. Những cái bộ lục giác mà được sản xuất tại Thụy Sĩ nó rất là xịn mà ha. Đầu này ngày xưa em cũng hay xài. Đây là cái bộ lục giác mà này á, là cái đầu này là hầu như là không thể bị tà được. Hầu như là không tà luôn ha. Đó thì nó cũng là từ cây 1.5 ly cho tới cây số 10 ha. Đây đó, nhìn rất là xịn sò, ngon bò luôn, ngon lành lắm. Thì cái bộ này á, là trước giờ em vẫn nó bán là 1.350.000 ha, 1.350.000. Bữa nay em sale luôn cho mấy anh em mình 1.200.000, 1.200.000 nha. 1.200.000. Anh em nào lấy bộ lục giác của Thụy Sĩ thì nhắn tin giúp em ha. Nó họa tiết theo kiểu rainbow luôn, bảy sắc cầu vồng luôn ha, rất là đẹp. Bảy sắc cầu vồng rất là đẹp ha, rainbow bảy sắc cầu vồng. Ok, anh em nào lấy thì nhắn tin giùm em. Lục giác giúp luôn. Rồi bơm xe quật rồ mà ha, bơm xe anh em mình mua nén khí bên em nhiều quá rồi, em có bơm xe quật rồ 280 ngàn. Thì cái này nó có một cái như cây súng vậy đó, mình bóp để mình bơm cái xe đó. Thì ở đây nó có một cái đồng hồ ha, và nó có dầu bên trong luôn, đo rất là chuẩn xác. Và nó đo bằng áp suất là 3, đơn vị đo là 3. Khi mà mình bơm mà bị lố á, thì ở đây nó có một cái van để mình nhấn mình xả ra ha, cho nó về. Ví dụ như mình bơm 2.5 ký đi, mà mình bơm lố là 2 ký mấy đi ha, thì mình có thể bóp ở đây, nhấn vô cái mình xả xuống. Đó, đầu này đầu kẹp thông dụng ha. Đó, đầu này cũng là đầu thông dụng ở Việt Nam mình. 280 ngàn. Đấy, ok. Lấy mình cái ghế đó 490. Dạ ok anh Khánh Quốc. Ly đến tối, xem đến tối luôn, chơi luôn, em quất luôn. Với vừa nay em chơi một cái điện thoại mà nó chạy luôn một cục sạc dự phòng luôn rồi. Thành ra là mấy anh em mình là có thể là chơi tẹt ga luôn, không có rớt, không có hết, không có dụng hết, không có hết hết pin. Đó, vừa tản nhiệt mà em vừa quay full HD nữa, anh em mình coi nó đầy rõ, sắc nét rõ chi tiết lắm. Đó, em thích like như thế này nè. Đó, đi vòng vòng có thể đứng lại là chọn hàng gì đó, giống như mình đi siêu thị á, anh em thích cái gì em đi lấy cái đó. Lấy món đó rồi để em coi lên tiếp nha. Mấy cái con hút bụi pin cũng còn hết này, bữa nay chuyển khoản bao ship luôn này. Em mới lấy con hút bụi pin nè, ở đây hút bụi pin. À,
hàng mới mình còn nhiều không? Cái gì? Chữ này con này thầy. Hết luôn hả? Ghê thế. Rồi, hai con thì bán hai con luôn, sale luôn cho mấy anh em nè. Black Decker. Rồi, em đây, em lên cho anh em mình con bờ hút bụi Black Decker ha. Thì con này để em chỉnh ánh sáng giảm xuống xíu. Đó, con này là hút bụi pin 7V 2 mình. Ha, pin ủa con này 3V 6 à. À con này khác nữa hả? À con 3V 6 này bán nhiêu ạ? À? Vậy sale luôn đi. Con này con này mấy trăm? 400 mấy phần. Bán 300 ngàn luôn, sale luôn, chơi luôn. Con này mới luôn nè anh, hàng trưng bày nè. À, con này bán 300 ngàn luôn cho mấy anh em nè. À, con này mới tin nè. À, phụ kiện là đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. À. Đấy, con này là phụ kiện là sạc, là máy pin sạc. Con này nó giống như con đất review hồi xưa mà em bán cho mấy anh em nè. À. À, chạy ngon lành luôn. À, con này bán 300k luôn. À, sale cho mấy anh em mình 300k luôn. Một con duy nhất luôn nè. À, một con duy nhất luôn. 300k đó, một con còn à. Thì cái con này là nó có adapter nó sạc mà nó có báo đèn luôn anh ha. À, mình cắm đem coi nó cắm cái này cắm đầu cắm ở à, đây à, cắm sạc ở à, sau đít nó nè. À, có con này em sale luôn còn 300k luôn, có phụ kiện gì đâu. À, con này nó chỉ có như vậy thôi mà ha. À, 3V 6 ha, một sale. À, bên trong là nó có một cái túi lọc nè. À, có túi lọc bên trong ha. À, 360k ổ 3V 6 bán 300k. Rồi anh em nào lấy bán sale luôn cái con hút bụi Black Decker này cho mấy anh em. Đó, một con duy nhất à, có một con à. Đó, rồi ok 300k ôi siêu rẻ luôn. Còn cái con này là 7V 2, con này thì nó lớn công suất hơn, con này thì nó lớn công suất hơn xíu nè anh. À, 7V 2 nè. Đó, con này 7V 2 nha. Đó, con này 7V 2 đó. Con này là có bên trong là có đủ phụ kiện hết. Con này nó có mấy cái đồ hút khe nữa ha, mấy cái đồ hút khe nữa. Con này bình thường em sale cho mấy anh em là chỉ có 600.000 một con, 600.000 một con. À, con này 700.000 con chứ lộn, em sale là 700.000 một con. Bây giờ mình còn cũng có hai con, bốn con hả? Bốn con. Ok, 4 con. Rồi, 700 bao ship. Rồi chuyển khoản bao ship luôn, chơi luôn. Rồi, con này sale mạnh luôn. Chuyển khoản bao ship nha. Tại vì tiền ship của nó là phải 30k mấy anh. Là coi như là cái con này là bán cho mấy anh em là còn tới tay luôn, là chỉ còn có 670.000 à. Ha. Siêu rẻ luôn. Bảo hành 1 năm luôn. Đây, lấy mấy con kia bán ship hết rồi hả? À, rồi, để khui ra luôn cho mấy anh em coi luôn. Thế thôi khỏi khui đi, mệt quá, để nguyên luôn cho mấy anh em đi ship luôn cho anh đẹp đó. Thì con này nó có cái đốc ha, mấy anh em mình có thể treo lên tường ha. 7V 2 chạy rất là khỏe anh ha. Đó, con này là 700k chuyển khoản bao ship luôn anh. Đó, em còn có 4 con duy nhất thôi ha, 4 con duy nhất thôi anh. Đó, 4 con duy nhất thôi. Rồi tiếp theo trong cái dòng hút bụi pin Black Decker là em có thêm một cái con này, nó lại gọn nữa nè. Coi dùm anh giá của con này, bữa nay sale giá luôn mạnh luôn, thanh lý luôn cái con này dùm anh cái. À, bữa giờ cứ để mấy con Black Decker để tùm lum ta la nó sale mạnh luôn đi. Đây tiếp theo em có cái con này lại, nó lại xài cho xe hơi, là để trên xe hơi là tiện lợi lắm nè. Còn cái này nó đang cái sạc của nó thì nó đang hơi rắc rối xíu, là mình phải kiếm ra mình cái sạc này, cho nên là này hút bụi xe hơi, hút bụi salon rồi đó, tiện gọn lắm anh. À, nhiêu? 1.450.000. 1.450.000. Xe 1.2 nổi không? Kìa hỏi anh Hải, xe 1.2 nổi không? 1.2 được không? À, anh An thanh lý luôn 1.2 cho mấy anh em. Con này giá đang là 1.450.000. À, em đang hỏi coi xe luôn mạnh luôn, giảm bán giá, tại vì có con à mà để rất là lâu rồi. À, bán luôn hàng mới 100% nha. Đó, con này là hút bụi rất là khỏe đó. Rồi hết pin luôn rồi. À, để đi sạc luôn rồi mấy anh. Con này đó hàng mới 100%, bị hết pin rồi, để bữa giờ. À, coi giá vốn có bán 1.2 nổi không. Rồi coi lẹ luôn đó, sale luôn cho mấy anh em đi. Anh em mình bấm cái nút này nè, bấm cái nút này là sẽ ship gọn lại ha.
à, rất là gọn à. Rồi khi mà sạc á, chịu hai lỗ hả, chịu hai lỗ, chịu 250 được không, chịu 250 ngàn hả, với nhà, rồi bán chiều 250 ngàn, bán luôn, bán đi. Rồi chiều ba đi, chiều ba hả, chiều ba, chiều ba, chiều ba, chiều ba giá vốn mà. Rồi bán chiều ba xong rồi lợi ích ha, con bán chiều bao nhiêu, bán chiều lìa là lợn con hút bụi là 100 ngàn giả mang không. Rồi con này em theo giá vốn luôn cho mấy anh em mình là 1.300.000 mà, chịu 250 mấy đứa nó la quá lỗ 50 ngàn. Rồi đây con này á, là mấy anh em mình á, về để gác lên nhìn nè, nó có cái đồ gác lên để sạc lên đây đó, rất là đẹp mà, đẹp hơn mấy con kia rất là nhiều ha. Nó treo tường cũng được ha, một là gắn treo tường đó là mình gác lên, nó mình gác lên như thế này mình treo lên tường, hai á, là mình có thể mình gác lên mình treo tường, hai á, là mình có thể để trên bàn như thế này cũng được luôn ha. Rồi mình xài á, mình rút ra rồi mình đi hút thôi ha, rất là tiện lợi. Thì cái con này cái pin nó dung lượng nó nhiều hơn cái con kia đó, và mình đi xuống mình hút xe hơi ở nhà mình chung cư á, mình hút chung cư xe hơi nó cũng tiện lợi, màn lọc nó cũng ok. Rồi con này là để cho anh em mình chịu ba đi ha, chịu ba rồi chuyển khoản bao ship luôn thì cũng lỗ thêm 50 rồi chơi đi. À, ok anh em nào lấy mấy con hút bụi này ngày hôm nay là giá tốt luôn anh ha, em sell hết luôn cho nó chống kho luôn trên cái kệ này, tại vì cái con này để bữa giờ 1.300.000 chuyển khoản bao ship chơi luôn. Đấy ok rồi, máy hút bụi ha, em hút bụi pin mấy con này là em bán nhiều rồi, đẳng lắm ha. Riêng cái con hồi nãy em sell 1.300.000 là chưa từng bán cái con nào, chỉ riêng cái con này là bán nhiều nhất nè, mà nó cũng hết luôn rồi, nó 700k chuyển khoản bao ship ha. Gấu gấu cầm cá là của anh Đức, không của anh lập anh quên mất tiêu rồi, của anh Đức rồi. Xeo cái con gấu cá nó luôn cho mấy anh nha. Đức ơi, gấu cá như em Đức ơi. Rồi, ok. Bán chiều à, rồi chơi luôn, rồi lưa lên con gấu cá luôn, gấu nhậm cá, cá hồi làm bằng gỗ thông nguyên khối luôn ha. À, rồi để bấm bụi quá đây, vẫn còn con gấu nhậm cá, hàng nói chung là mấy cái hàng decor của Nhật mà ha. À, cá này là cá hồi à, để sell luôn cho mấy anh em mình luôn à, chịu à, rồi 1.000.000 mà siêu rẻ luôn. À, cái con cá này để con gấu này để em đo kích thước nè, đo kích thước cho mấy anh em coi. À, gấu ngậm cá phải không? Ok, để em đo kích thước đây nha. Em mới thấy cái thước nó nằm đồ đèn. Đây. À, để em đo kích thước cho mấy anh em coi. Con gấu ngậm cá. Ok, mày hai gấu. Theo mày luôn còn 1.000.000. À, kích thước của nó là khoảng 40 mà. À, từ phần đầu chân này tới chân kia là khoảng 40. À, chiều cao đại thái của nó là khoảng 23 cm. 23 nè. À, kích thước con cá này cũng khá là bự nè, 30 nè, hai chiều kích thước con cá này là 30. Và cá này là cá hồi ha, cái gấu nặng cá thì mình đi co mình trang trí gì á. Cái này gỗ của nó là như gỗ thông mà, nó nhẹ ha. Còn nguyên khối luôn. Người ta làm nguyên khối luôn mà. À, nó cũng khá là đẹp ha. Thì ở bên Nhật á thì có một cái biểu tượng mà gấu bắt cá hồi á là giống như là cái gì đó thịnh vượng mà. Ha, à, thịnh vượng. Rồi, theo 1.000.000 luôn mà. À, để nó hơi bám bụi quá. À, ok, mọi thứ là hoàn hảo hết. Có phần ngay cho cái đuôi này nó hơi chạy xíu à, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Về quẹt cho nó miếng gì đó đen đen đốt đốt cho nó đen đen xíu là đẹp ha. Rồi ok, anh em nào lấy gấu 1.000.000 ha. Đây. Ơi quên cái máy bằng chiếc siêu ra BDX 2 kìa. Đầu quá anh em còn đó nó. Thử. Cái đầu ra 2 cây nè. Hỏi thấy rồi. Ok, mày sao mình đặt đưa đây.
hỏi em hỏi là máy BDX 2 còn không? Hả? BDX 2 còn không hả? Máy dẫn dứt BDX 2 đó, treo sập tàn luôn. À còn có 2 con à. Thôi sẵn giảm luôn 850.000 con này giá 950, bán 850 luôn. Đây. Thôi em được quá, không quá. Đây mà. À, em có một con máy vặn vít BDX 2 ha, hàng của Kyocera. Đó, còn hai con duy nhất mà. Đó, còn hai con duy nhất luôn. Con này rất là đẹp ha, con này rất là đẹp. Đó, thì con này nó lực nó khỏe lắm anh. Ốc mà cỡ 5 phân mà bắn vô gỗ thông hay gì là anh bắn tẹt ra luôn. Có đèn led của đồng Việt luôn. Đó, thì cái con này á là nó có một cái đế ha, có một cái đốc sạc rất nhìn rất là sang. Đó, nó như thế này. Đây. Tự nhiên đổ mồ hôi coi. Đây. Đó thì nó có một cái đốc sạc như thế này, có adapter cắm vào đây nữa mà. Ha, rất là tiện lợi, rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp. Rồi con này em giảm giá cho mấy anh chị mình 850.000 ha. Đó. Thì là mấy anh chị dù muốn sửa chữa, muốn làm gì đó, dặn ốc, dặn giúp gì đó. Thì đây nó có nguyên một cái bộ ốc, đủ cái loại ốc hết, là mình rút ra mình cắm vô thôi. Đó. Rồi, ok. Đấy, ok, anh em nào lấy ha, 850.000 mà. Còn hai con à. Hàng mới 100% luôn, mấy đứa nó lục kho sao còn sót hai con duy nhất nè. Mới 100% luôn. Tám trăm rưỡi quá cho rẻ nên nè. 850.000 hàng mới phù hợp luôn. Hết thấy anh em comment rồi, thôi chứ em nghĩ ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều ha. Anh em nào cần mua nào thì cứ nhắn tin giúp em, tên địa chỉ. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình bấm đăng ký kênh ha. Bấm nút share xem like, bấm nút like giúp em. Đây, nó nào muốn bấm đăng ký kênh thì rất là đơn giản để không bỏ lỡ những cái buổi like của bên em ha. Đó, thì đầu tiên là mình vô YouTube ha. Vô YouTube như thế này, nó có hình biểu tượng YouTube như thế này, mình bấm vô. Rồi sau đó search là An Nguyễn Debo là nó sẽ ra thôi, An Nguyễn ha. Đó, An Nguyễn Debo nó như thế này. Đó, rồi sau đó mình bấm vào cái kênh, đó, rồi mình bấm đăng ký kênh. Con này nó bấm đăng ký kênh nào đâu? À cái này cái bay quen thành ra là bấm đăng ký kênh không được. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. Anh chị nào cần máy móc nào thì cứ nhắn tin bên em ha, bên em luôn có sẵn và ship code nhận hàng kiểm tra thanh toán, và tùy theo mặt hàng mà bên em mới yêu cầu mấy anh em mình chuyển khoản hay đặt cọc, hoặc những anh em khách hàng thân thiết quá rồi thì cứ ship thôi, quá rành ha. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.